Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 88. Trưởng thành từ hơn một tháng trước rồi, ta đã đào nó ra theo yêu cầu của tổ sư thúc. Thương Vũ Tình nói xong thì đưa hộp ngọc cho Dương Bách Xuyên. Tốt, chúng ta cũng nên đi thôi, ra ngoài cũng nửa năm rồi, cũng không biết tinh thần môn thế nào. Thu lại cỏ ngũ khí triều nguyên, Dương Bách Xuyên quyết định mau chóng trở về, với tu chân giả mà nói, thời gian nửa năm chỉ giống như một cái búng tay, nhưng cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn vẫn lo lắng, mấy người phụ nữ của tinh thần môn sẽ bị người ta bắt nạt. Đối với Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình mà nói, lần này đi tìm cỏ ngũ khí triều nguyên, hai người đã có thu hoạch lớn, mặc dù vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa đã mất mạng, nhưng cũng xem như là hoàn thành mục tiêu, cuối cùng cũng lấy được cỏ ngũ khí triều nguyên. Thương Vũ Tình đã mở được thiên phú huyết mạch, có thiên phú điều khiển vạn vật cường đại, tu vu cũng đạt tới hợp thể sơ kỳ, tiến bộ rất lớn. Còn Dương Bách Xuyên là người được lợi lớn rất, hắn giúp Thương Vũ Tình thức tỉnh huyết mạch, ngủ với một nữ nhân, thu phục thú ngũ hành làm vật cưỡi, quan trọng là con hàng này có thể so ngang với cảnh giới độ kiếp, chỉ cần vượt qua độ kiếp thì sẽ có thể chân chính bước vào cường giả ở tu chân giới. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên đã tu luyện thành công thập đại phân thân, tu vu cũng nhảy lên ba bậc, bước chân vào phân thần đại viên mãn, xem như là có sức mạnh. Chỉ có trồn nhỏ là không thu được gì. Bị Dương Bách Xuyên bỏ vào không gian càn khôn, không hề ra ngoài. Lần này ra ngoài, vốn dĩ mang theo chồn nhỏ là để tìm cỏ ngũ khí triều nguyên, kết quả đụng phải thú ngũ hành, khiến cho chồn nhỏ không còn đất dụng võ. Đương nhiên, chồn nhỏ cũng không phải là không có công lao gì, ít nhất thì cũng phát hiện được quả có gai, giúp Dương Bách Xuyên bồi đắp không gian càn khôn. Đi thôi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên mang Thương Vũ Tình nhảy lên lưng thú ngũ hành. Giống. Thét lên một tiếng, thú ngũ hành bay vút lên trời, sức mạnh ngũ hành hội tụ dưới bốn chân giúp cho tốc độ của thú ngũ hành cực kỳ nhanh. Chạy trên không trung, thú ngũ hành chạy quanh đất ngũ hành một vòng lớn, cuối cùng mới thét dài rồi bay vút lên trời. Ngồi trên lưng thú ngũ hành cực kỳ vững chãi, không chút nghiêng ngả, Dương Bách Xuyên có cảm giác rất tốt. Có điều lúc này, Thương Vũ Tình cảm nhận được thú ngũ hành có tâm trạng. Bèn hỏi, thú ngũ hành, người luyến tiếc nơi này sao? Thú ngũ hành ồm ồm nói, dù sao thì mảnh đất này cũng là nơi ta sinh ra, từ khi có ý thức tới nay cũng đã mấy vạn năm, ta chưa từng rời khỏi đất ngũ hành, bây giờ đột nhiên phải đi, quả thật là có chút không nỡ. Rời khi không có nghĩa là không trở về, sau này nhớ nhà thì ngươi có thể về bất cứ khi nào, ta sẽ không trói buộc ngươi. Dương Bách Xuyên an ủi thú ngũ hành, là một người con của Trung Quốc. Dương Bách Xuyên hiểu rõ tâm trạng lúc này của thú ngũ hành, hắn hứa hẹn mình sẽ không trói buộc. Thú ngũ hành mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ chủ nhân, thật ra cũng không có gì, từ khi sinh ra tới hiện tại, ta ở mảnh đất ngũ hành này cũng mấy vạn năm, chưa từng đi đâu cả, ta cũng muốn ngắm nhìn thế giới ở bên ngoài, lần này may mắn trở thành vật cưới của chủ nhân, vừa đúng ý nguyện. Nịnh nọt. Ha ha ha. Hai người một thú vừa đi vừa nói chuyện. Mà tốc độ của thú ngũ hành không hề chậm chạp, lao băng băng giữa không trung giống như sao băng xẹt qua bầu trời, hướng về phía tinh thần môn. Ba tiếng sau, Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình đã nhìn thấy tinh thần môn. Tới rồi, chúng ta bay xuống. Dương Bách Xuyên dặn thú ngũ hành. Vâng thưa chủ nhân. Ngay lập tức, thú ngũ hành bay vèo một cái xuống. Khi khoảng cách còn 100 mét. Sắc mặt Thương Vũ Tình thay đổi, tổ sư thúc, hình như có người đang tấn công sơn môn. Đương nhiên là Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy, bên ngoài cửa tinh thần môn, có mấy trăm người đang điên cuồng tấn công, chuyện mà hắn lo lắng vẫn xảy ra. Không cần hỏi thì hắn cũng biết, những người này chắc chắn là tông môn nhị lưu mà Lý Ngọc Phượng từng nhắc tới, tin tức Thiên Nguyên Tông bị hủy diệt, tinh thần môn xuất thế vẫn bị bọn họ biết được, bọn chúng muốn thượng vụ. Trở thành chủ nhân của dãy núi tinh thần trăm vạn dặm, tinh thần môn chỉ có vài nữ nhân cơ hội tốt nhất để thượng vị. Ánh mắt hắn lạnh đi, xuống giết người đi, bọn họ khinh người quá đáng, vậy mà dám tấn công sơn môn. Rõ ràng là nghe được tin đồn, biết thực lực hiện tại của tinh thần môn chỉ dựa vào mấy người phụ nữ, thế nên mới không kiêng dè mà tấn công tới đây. Ở tu chân giới, tấn công một môn phái đồng nghĩa với việc không chết không thôi, những người này dám đánh tới đây.
hẳn là có ý định hủy diệt tinh thần môn. Thế nên lúc này, Dương Bách Xuyên mới đằng đằng sát khí, nói với Thương Vũ Tình và Thú Ngũ Hành. Hộ sơn đại trận của tinh thần môn năm đó Thiên Nguyên Tông không thể phá vỡ, đừng nói chi là những tông môn bậc hai này. Lúc này trong tinh thần môn, Lý Phượng Ngọc và Thương Vũ Hoan cùng tám nữ nhân nghiêm túc chờ đợi, họ cũng không bị vây, liền canh giữ ở trong sơn môn. Lý Phượng Ngọc vẻ mặt xanh mét, từ sau khi tinh thần môn bị Thiên Nguyên Tông tấn công vào mấy ngàn năm trước, đã không còn huy hoàng như ngày xưa. Nàng thông qua trận pháp nhìn ra bên ngoài trận, có hơn trăm người đến từ ngũ đại tông môn bậc hai, trong lòng thê lương, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Khi tinh thần môn huy hoàng đừng nói những tông môn bậc hai này, đến cả tông môn bậc một ở nơi khác cũng đều phải nể tình, bây giờ lại bị tông môn bậc hai tới cửa khi dễ, trực tiếp liên hợp lại tấn công sơn môn. Thế này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sơn môn chính là mặt của một môn một phái, bây giờ tinh thần môn lại bị người ta tát vào mặt. Lý Phượng Ngọc tức giận cả người phát run, sắc mặt xanh mét, hận không thể lập tức xông ra ngoài giết hết tất cả. Trong lòng nàng cũng hiểu được những người này còn không phá được hộ sơn đại trận của tinh thần môn, sở dĩ liên hợp lại tấn công tinh thần môn, những tông môn này chính là thấy tinh thần môn hiện giờ thất thế, tấn công một phen cho sinh linh trong trăm vạn dặm của dãy núi tinh thần thấy rõ, cho dù Thiên Nguyên Tông bị diệt, tinh thần môn cũng không gánh nổi dãy núi tinh thần. Mà hôm nay bọn họ tấn công tinh thần môn chính là một tín hiệu, muốn tranh đoạt trăm vạn dặm dãy núi tinh thần, chính là phải dẫm lên tinh thần môn. Bởi vì bọn họ đều biết tinh thần môn bây giờ như mặt trời sắp lặn, cho dù bị tấn công sơn môn cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Lý Phượng Ngọc trong lòng ghi hận, nếu không phải nhớ rõ lời dặn dò của tổ sư thúc trước khi đi, trước khi bọn họ trở về không được ra khỏi sơn môn, giờ phút này nàng thật sự sẽ xông ra liều mạng một phen. Đương nhiên trong lòng Lý Phượng Ngọc cũng rõ ràng, hiện tại mở sơn môn ra ngoài, kỳ thật chính là không lý trí. Chính là không có trách nhiệm với tám nữ nhân phía sau, lý trí nói cho nàng biết không thể ra ngoài, nhưng mà những người bên ngoài thật sự là khinh người quá đáng. Đại sư tỷ, chúng ta ra liều mạng với đám người khốn kiếp này đi, khinh người quá đáng. Thương Vũ Hoan trừng mắt nhìn Đan Phượng tức giận nói. Đúng, đại sư tỷ, chúng ta ra ngoài liều mạng với bọn họ. Mấy nữ nhân khác cũng nhao nhao phụ họa. Bên ngoài hơn 100 người. Ngũ đại tông môn bậc hai liên hợp xâm phạm, ba đại cao thủ độ kiếp sơ kỳ dẫn đầu, năm đại hợp thể kỳ, hơn 20 phân thần cảnh, còn mấy chục xuất khiếu, chúng ta liều thế nào? Dừng một chút, nàng nói tiếp, chúng ta phải nhớ kỹ cảnh tượng ngày hôm nay, phải nhớ kỹ sự sỉ nhục này, là do tinh thần môn chúng ta cô đơn, càng là do tu vi chúng ta không đủ, đối mặt với nhiều kẻ địch muốn xâm phạm như hôm nay, nếu chúng ta cũng có ba tu sĩ độ kiếp kỳ ở đây. Dù là không có hợp thể cảnh chúng ta cũng dám liều mạng. Nhưng hiện giờ chúng ta không dám, bởi vì trên vai chúng ta gánh vác trọng trách khôi phục tinh thần môn, còn nhớ những đồng môn đã mất mạng lúc trước không? Họ để lại tài nguyên tu luyện thậm chí là công lực cả đời cho các muội, mới có tu vi phân thần cảnh ngũ thần phân thân của 9 tỷ muội các muội hôm nay. Sở dĩ các tiền bối làm vậy, chính là hy vọng có một ngày chúng ta có thể dựng lại sư môn huy hoàng, ta biết các muội tức giận. Thân là sư tỷ của các muội ta còn tức giận hơn các muội, nhưng ta biết chúng ta phải chịu đựng. Chúng ta phải chờ tổ sư thúc và tình nhi bọn họ trở về, tổ sư thúc là sư đệ của tổ sư gia, hắn chính là cứu tinh của tinh thần môn chúng ta phải tin tưởng tổ sư thúc, chờ hắn trở về nhất định có thể mang đến tin tức tốt cho chúng ta, chờ tu luyện đan dược xong, tu vi mọi người tăng lên, sự khuất nhục hôm nay, ngày khác chúng ta đương nhiên sẽ đòi lại trăm ngàn lần. Lý Phượng Ngọc mặc dù trong lòng phẫn nộ đến bùng nổ, nhưng cuối cùng vẫn lý trí, giảng giải cái lợi cái hại với Thương Vũ Hoan. Đúng như nàng nói, hôm nay ngũ đại tông môn bậc hai liên hợp đánh tới cửa, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, căn bản là không thể liều mạng, giờ phút này nếu vì tức giận mà ra ngoài liều mạng chỉ là tìm chết, càng đúng ý ngũ đại tông môn bậc hai kia hơn. Những tông môn này vốn là muốn dẫm lên tinh thần môn để thượng vị. Bát nữ nghe đại sư tỷ Lý Phượng Ngọc nói vậy, đều cắn chặt môi trầm mặc. Quả đúng như đại sư tỷ nói, họ có thể có tu vi như bây giờ, thậm chí có thể phong bế sống sót ở tinh thần môn, là do từng tiền bối đồng môn truyền tài nguyên tu luyện cùng công lực cả đời cho, mới có nữ tử cửu đại ngũ hành chi cảnh của tinh thần môn hôm nay.
những tiền bối đồng môn ấy là hy vọng họ có thể khôi phục lại thời huy hoàng của tinh thần môn. Mà Dương Bách Xuyên xuất hiện, chính là cứu tinh của bọn họ. Đúng là trước khi đi tổ sư thúc Dương Bách Xuyên đã dặn dò bọn họ không nên ra khỏi sơn môn, chờ hắn trở về. Hiện giờ tổ sư thúc ra ngoài tìm linh dược đã nửa năm không trở về, ngược lại là nghênh đón ngũ đại tông môn bậc hai bao vây tấn công. Giờ phút này trong lòng mọi người đều hy vọng tổ sư thúc có thể sớm ngày trở về, luyện chế đan dược, để cho tất cả mọi người tăng tu vi. Trong lúc trầm mặc đột nhiên bọn họ nghe thấy bên ngoài sơn môn vang lên một thanh âm quen thuộc. Các ngươi muốn chết, giết cho ta, không để sót tên nào. Lý Phượng Ngọc nghe được thanh âm này cả người chấn động nói, giọng của tổ sư thúc. Xuyên qua đại trận nhìn ra ngoài quả nhiên thấy được thân ảnh Dương Bách Xuyên cùng Thương Vũ Tình, chỉ thấy hai người đứng trên lưng một con yêu thú thật lớn đáp xuống từ phía chân trời. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời tinh thần môn sơn môn, linh thức Dương Bách Xuyên đảo qua liền biết lai lịch đám tu sĩ vây đánh tinh thần môn này. Tam đại độ kiếp sơ kỳ, ngũ đại hợp thể cảnh, những người còn lại không đáng lo. Hắn hỏi ngũ hành thú, tiểu ngũ có thể đối phó tu sĩ độ kiếp kỳ phía dưới không? Ngũ hành thú nhếch miệng cười nói, chủ nhân không phải ta coi thường nhân tộc các ngươi, so với yêu tộc thì kém xa. Nói xong có cảm giác nói sai, vội vàng bổ sung, khụ khụ, ý của ta là nhân tộc bình thường, hạng kỳ tài ngút trời như chủ nhân đương nhiên không có trong danh sách. Chủ nhân người đứng nhìn là được rồi, ba tên nhân tộc độ kiếp sơ kỳ bên dưới, bổn vương hai chiêu là có thể ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Nói xong ngũ hành thú liền bành trướng, bất chi bất giác nói ra câu cửa miệng bổn vương, Dương Bách Xuyên trừng mắt một cái nói, không khoác lác thì chết à. Tiểu tử ngươi nhìn kỹ cho ta, đó là ba tu sĩ độ kiếp sơ kỳ đã vượt qua thiên kiếp, ngươi cũng chưa vượt qua thiên kiếp, nói mạnh miệng cái gì, đây là chém giết liều mạng, đừng xem thường. Bị Dương Bách Xuyên trừng mắt cắt ngang, ngũ hành thú nhất thời nghẹn lời, nghẹn trong chốc lát rồi lớn tiếng nói, chủ nhân ta cũng không khoác lác mà, ta là ngũ hành thú độc nhất vô nhị trên thế gian, người cũng đừng thấy ta còn chưa vượt qua đại thiên kiếp, đối phó với ba nhân tộc độ kiếp sơ kỳ ta vẫn khá nắm chắc đó. Lúc này ngũ hành thú nói chuyện rất nghiêm túc, khiến Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhưng không phản bác, ngẫm lại nói tốt, ba tu sĩ độ kiếp sơ kỳ giao cho ngươi. Không đối phó được xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Nói xong không để ý tới ngũ hành thú nữa, nghĩ để cho tên này ăn chút thiệt thòi cũng tốt, tránh cho nó không biết trời cao đất rộng, bất quá cũng không lo lắng ngũ hành thú, cho dù đánh không lại ba tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, cũng không chết được, tên này cũng là hạng người thiên phú dị bẩm, ở ngũ hành chi địa liều mạng với rắn năm đầu là có thể thấy được, có thể thật sự giết chết ngũ hành thú cũng là một nhân vật rất lớn. Hơn nữa ngũ hành thú còn có rất nhiều thiên phú thần thông chưa thi triển ra. Hắn cũng muốn nhìn xem tên này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Lập tức nói với Thương Vũ Tình, Tình Nhi ngươi theo ta đối phó với năm tu sĩ hợp thể cảnh. Được, Thương Vũ Tình gật đầu, nàng nhìn sư môn bị những người này tấn công đã sớm nghẹn một bụng hỏa, liền nghe theo lệnh Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên hiện tại tuy nói là tu vi phân thần cảnh đại viên mãn, thoạt nhìn cảnh giới rất yếu, thế nhưng sau khi tu luyện thành cửu tôn chi cảnh, đừng nói là đối phó tu sĩ hợp thể cảnh, dù là tu sĩ độ kiếp kỳ, hắn cũng dám chống chọi một chút. Sức mạnh của cửu đại phân thân, có thể hình thành trận pháp, họ Dương nào đó bây giờ có thể coi như là một người thần thông quảng đại. Sau khi hai người một thú thương lượng xong, nhất thời liền giống lên một tiếng, liều mạng xông lên. Ngũ hành thú bị lời nói của Dương Bách Xuyên làm cho nghẹn họng. Nóng lòng biểu hiện, lúc này hóa thành một tia chớp biến mất không thấy, sau một khắc xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh một gã tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, giống giận vung móng vuốt. Gầm gừ. A. À. Trưởng lão của Ngọc Lưu Ly Môn Phạm Thiên Bình lập tức phun ra một ngụm máu bay ra xa. Một giây chớp, người của Lưu Ly Môn, Hỏa Diệm Tông, Thủy Nguyên Cung, Hổ Dương Sơn, Linh Thiên Kiếm Tông nghe thấy tiếng gầm rú từ phía chân trời, nhất thời kinh hãi. Sau đó tất cả bọn họ theo bản năng nhìn theo, liền phát hiện một nam một nữ cùng một con yêu thú xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Chỉ là không kịp phản ứng, trưởng lão Ngọc Lưu Ly Môn Phạm Thiên Bình đã hộc máu bay ra ngoài. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, là con yêu thú kia hiện ra chân thân. Phải biết rằng Phạm Thiên Bình chính là tu vi độ kiếp sơ kỳ đó, lại bị một tên yêu thú đánh bay dễ dàng như vậy.
Ngay tại lúc mọi người còn đang sợ hãi, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống là kiếm của Dương Bách Xuyên. Cường giả có tu vi cao giữa sân phản ứng nhanh, lập tức tản ra tránh né, ví dụ như hai độ kiếp kỳ và năm tu sĩ hợp thể cảnh trong đó nhanh chóng tránh thoát một kiếm này. Nhưng đám người tu chân phân thần cảnh và xuất khiếu kỳ lại thảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm khí khổng lồ chém xuống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hơn 10 người bỏ mạng dưới một kiếm này, rất nhiều tu sĩ bị thương. To gan, kẻ nào đánh lén. Hai tu sĩ độ kiếp kỳ đến từ Linh Thiên Kiếm Tông và Thủy Nguyên Cung vừa kinh vừa giận. Lúc này Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình xuất hiện, dừng cách bọn họ 20 mét, thú ngũ hành đắc ý nói, chủ nhân ngươi xem đi, ta chưa bao giờ khoác lác. Dương Bách Xuyên cũng rất kinh ngạc với thực lực của thú ngũ hành, hắn còn tưởng rằng nó khoác lác, bây giờ nhìn thấy nó dùng một móng vuốt chụp bay một tu sĩ độ kiếp kỳ mới biết nó không nói phét. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, phải biết rằng thú ngũ hành là dị thú, vượt xa tu sĩ tầm thường. Một móng vuốt của nó có thể đánh bay một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cũng là bình thường. Ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ xem ra không cần lo nữa, hôm nay nhóm người này ở lại đây, cũng vừa lúc lập uy. Cách mấy ngàn năm, tinh thần môn lại lần nữa trở thành chủ nhân của dãy núi tinh thần, và lần trở lại này cần một lễ rửa tội thiết huyết. Hiện tại bắt đầu từ những người này vậy. Dương Bách Xuyên nghĩ, đám người này dám đến tấn công sơn môn, làm ầm ĩ. Vậy chắc chắn không phải người của năm tông môn cấp 2 cường đại, khả năng cao là đến thử. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười nói, ta là sư tổ Dương Bách Xuyên của tinh thần môn, nếu ngươi dám đến tấn công tinh thần môn, vậy, đi chết đi. Lạnh lùng nói xong, tay cầm kiếm đồ long, quát, giết. Ngay lập tức thú ngũ hành và Thương Vũ Tình nhích người. Ba tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, đã có một tên bị móng vuốt của thú ngũ hành chụp bay. Còn chưa trở lại giữa sân, hai gã còn lại biến thành con mồi trong mắt của thú ngũ hành. Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình lao vào đối đầu trực diện với năm tên tu sĩ hợp thể cảnh, còn đám tu sĩ phân thần cảnh và xuất khiếu cảnh đều bị Dương Bách Xuyên làm lơ. Chín phân thân có thể hạ gục cùng cấp bậc trong nháy mắt, chiến đấu vượt cấp là chuyện bình thường. Bên trong cánh cửa của tinh thần môn, Lý Phượng Ngọc và tám nữ nhân vô cùng chấn động. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình vừa xuất hiện đã làm cho người của năm tông môn bị thương nặng, một đám vô cùng kích động. Lý Phượng Ngọc lớn tiếng nói, các sư muội, đi theo ta ra ngoài giết địch. Mở ra đại trận bảo vệ núi, Lý Phượng Ngọc và tám nữ nhân bay ra, gia nhập chiến đấu. Bên kia Dương Bách Xuyên nhìn thấy Lý Phượng Ngọc và các nữ nhân khác đi ra, trong lòng càng thêm kiên định, hắn tính toán giết chết tất cả kẻ địch. Bây giờ có thêm Lý Phượng Ngọc, một độ kiếp sơ kỳ gia nhập, phần thắng càng tăng thêm. Một trận chém giết dựng lên, Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình đối chiến với năm tu sĩ hợp thể cảnh, Dương Bách Xuyên ra tay, không quên thi triển ưu thế của chính mình, trong lòng động, chín phân thân xuất hiện bao vây năm tu sĩ hợp thể cảnh. Năm tu sĩ hợp thể cảnh còn đang không đặt một phân thần đại viên mãn như Dương Bách Xuyên vào mắt, ai ngờ đột nhiên cả người Dương Bách Xuyên lập lòe ánh sáng. Trong nháy mắt chín phân thân giống Dương Bách Xuyên như đúc xuất hiện, cộng thêm bản tôn là 10 người. Có người kinh sợ hô to, cảnh giới cửu tôn. Vừa dứt lời, năm tu sĩ hợp thể kinh hãi, nhưng năm người cũng không quá để ý, rốt cuộc ở trong mắt bọn họ cho dù Dương Bách Xuyên là cảnh giới cửu tôn, nhưng trước sau vẫn là phân thần cảnh, mà bọn họ lại là hợp thể cảnh, kém một đại cảnh giới, thực sự xông vào chém giết bọn họ có ưu thế hơn. Nhưng ngay sau đó năm tu sĩ hợp thể sơ kỳ liền biết bọn họ sai rồi. Bởi vì không ai nghĩ đến sau khi chín phân thân của Dương Bách Xuyên xuất hiện, ngay lập tức hình thành một trận pháp. Dương Bách Xuyên nở một nụ cười lạnh lùng trong lòng, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng chín phân thân bày trận pháp chiến đấu. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất rõ ràng thực lực của chín phân thân cũng không mạnh, nhưng sau khi tạo thành trận pháp thì lại khác, có thể hoàn toàn phát huy được uy lực và thuộc tính của từng phân thân ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, phong vân, em sát, không gian, đây chính là 9 lực lượng chủ yếu, nếu đơn độc chiến đấu có lẽ sẽ không có ưu thế, nhưng khi những lực lượng đó tạo thành một trận pháp, bổ trợ cho nhau, sẽ sinh ra phản ứng hóa học, không đơn giản như 1 + 1 = 2.
trận pháp đã hoàn thành, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nói với Thương Vũ Tình, Tình Nhi, nàng đi giúp những người khác, nơi này giao cho ta. Thương Vũ Tình có chút lo lắng, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đối mặt với năm tu sĩ hợp thể cảnh, nhưng sau khi nàng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tự tin của Dương Bách Xuyên, không nói gì cả, xoay người rời đi. Dương Bách Xuyên chỉ huy phân thân mở rộng không gian của trận pháp gấp 10 lần, ngay sau đó làm phân thân Phong Vân ra tay, ngay lập tức toàn bộ trận pháp tràn ngập mây mù, phạm vi 3 mét quanh người không nhìn thấy gì cả. Ngay sau đó làm phân thân Ngũ Hành ra tay, không gian trong trận pháo xuất hiện cỏ cây, núi đá, đại địa chấn động ngăn cách năm tu sĩ hợp thể cảnh. Lại làm phân thân M sát vận dụng lực M sát không ngừng đánh vào năm tu sĩ hợp thể, lực M sát có thể âm sát tâm thần, người có tâm tính không vững chắc rất dễ bị tâm ma, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Dương Bách Xuyên biết rất khó để tu sĩ hợp thể dẫn phát tâm ma, dù sao tu luyện đến cảnh giới hợp thể, cho dù ở tu chân giới cũng được coi như một cao thủ, bất cứ ai cũng là hạng người có tâm tính cường đại, nếu không cũng không tu luyện đến hợp thể cảnh. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có cách đối phó với việc này, hoặc là nói hắn không biết cách mình nghĩ được có tác dụng hay không. Đó chính là làm phân thân lôi điện dùng sét đánh, đảo loạn tâm tính của bọn họ, từ trước đến nay lực lôi điện luôn là thứ mà người tu chân sợ hãi nhất, bởi vì thiên kiếp chính là lôi điện. Một khi lực lôi điện có tác dụng, lực M sát rất dễ dàng dẫn phát tâm ma của bọn họ, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ nhân cơ hội giết chết bọn họ. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nếm thử dùng ưu thế của 9 phân thân để chiến đấu, nếu thành công. Đây sẽ là một con át chủ bài trong những cuộc chiến sau này của hắn. Mà năm tên hợp thể cảnh này rất thích hợp để hắn nếm thử. Nếu để năm tu sĩ hợp thể biết được Dương Bách Xuyên coi bọn họ làm chuột bạch thí nghiệm, chắc chắn sẽ phun máu. Lúc này Dương Bách Xuyên điều động lực lượng phân thân, không gian trận pháp đã xảy ra biến hóa rất lớn, ngoài dự kiến của hắn, rất nhanh năm tên tu sĩ kia đã rối loạn trận tuyến. Toàn bộ không gian trận pháp bị lôi điện đánh đến rung động, lôi điện đầy trời, phong vân nổi lên, núi đá chấn động, hoàn toàn là cảnh tượng tận thế. Ở trong trận pháp không gian, Dương Bách Xuyên lạnh nhát đứng giữa không trung nhìn năm tu sĩ hợp thể bị lôi điện đánh chạy lung tung, khóe miệng nhếch lên. Trong lần thực nghiệm này hắn đã thấy được tên hợp cảnh đầu tiên có ánh mắt tan rã, hiển nhiên đã bị lực M sát nhập thể, trong lòng đại loạn. Đã đến lúc tiễn ngươi lên đường. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, tay cầm kiếm đồ long, cả người giống như một u linh, lao về tên tu sĩ hợp thể bị rối loạn đầu tiên. Phụt. A. À. Mây mù dày đặc, Dương Bách Xuyên không cần tốn nhiều sức, dùng một kiếm đâm xuyên trái tim của tên tu sĩ bị loạn tâm, thúc dục chân khí chuyển qua kiếm đồ long, trực tiếp đánh nát nguyên thần của người này. Giết chết được một trong năm tên tu sĩ hợp thể, hiệu quả vô cùng tốt. Nghĩ lại cũng đúng. Người này bị đảo loạn tâm thần, rối loạn trận tuyến, bị lực M sát quấy phá trong lúc mơ hồ, gần như không phòng bị cho nên người này đã bị Dương Bách Xuyên giết chết trong một kiếm. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên biến mất trong mây mù, đi đến người bị loạn tâm thứ hai. Phụt. Lại một tên bị Dương Bách Xuyên dùng một kiếm xuyên tim. Đều là những người không có tâm kiên định, hoặc nói cách khác tu vi không vững mới có thể bị lực M sát mê hoặc. Bị lạc mình sau đó bị Dương Bách Xuyên giết chết. Còn lại ba tên bị ngăn cách ở ba nơi khác nhau. Có hai tên đang đau khổ kiên trì dưới lôi điện và lực M sát, mặc dù chật vật nhưng không bị ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên biết bởi vì lực lượng của phân thân vẫn còn quá nhỏ, nếu dùng đúng tu vi của hắn, lực lượng của 9 phân thân cũng sẽ càng mạnh, ý chí của hai người này đã thất thủ từ lâu, không kiên trì được đến bây giờ nhưng dù vậy bọn họ cũng kiên trì được không lâu. Chỉ còn là vấn đề thời gian, ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, sớm hay muộn ý chí của bọn họ cũng hỏng mất. Hắn không nóng nảy, cứ từ từ đứng xem là được, rất dễ dàng tìm được bọn họ trong không gian của phân thân. Còn lại ba người, khi Dương Bách Xuyên nhìn về người cuối cùng, có chút kinh ngạc, người này nhìn qua có vẻ là một tên cứng đầu. Chỉ thấy người cuối cùng không hề bị lực M sát và lôi điện trong trận pháp không gian ảnh hưởng, bất động như núi, nhắm mắt đứng tại chỗ. Để mặc cho lôi điện và M sát đánh sâu vào nhưng không hề dịch chuyển một bước chân. Dương Bách Xuyên nhìn kỹ lại, phát hiện lôi điện và lực M sát bị một tầng ánh sáng bạc trong cơ thể người này ngăn cản lại, không hề bị ảnh hưởng. Nhìn đến đây, Dương Bách Xuyên trở nên nghiêm túc,
đây là người đầu tiên không hề bị lực lượng của chín phân thân ảnh hưởng, xem ra tiếp theo sẽ có một trận chiến ác liệt chờ hắn. Nhưng Dương Bách Xuyên lại có chút hưng phấn, vừa lúc hắn cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình có thể chiến đấu đến mức nào. Nhưng Dương Bách Xuyên không sốt ruột đi tìm người này, hắn chuẩn bị đi giải quyết hai người còn lại rồi mới đến gặp người bất động như núi này. Không phải có câu nói, bóp quả hồng mềm phải chọn từ quả mềm trước sao? Mặc dù hai người khác còn đang đau khổ chống cự lực M sát và lôi điện, nhưng xem ra cũng không kiên trì được lâu. Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, một tiếng hét vang lên, a, không, con không cố ý giết người, sư phụ, cầu người buông tha con, không không không, đừng đến đây, a. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, phát hiện một trong hai người đã hỏng mất, trực tiếp dẫn phát tâm ma, đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu chém lung tung vào không khí. Thì ra là một tên nghịch đồ, ngay cả sư phụ của mình cũng giết. Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng. Thường thì dẫn phát tâm ma là nỗi sợ hãi của bản thân, hoặc nói cách khác đối mặt với bí mật, sau khi tâm ma của người này bùng nổ, sinh ra ảo tưởng chính mình giết chết sư phụ. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn giết chết trong một kiếm, nhưng nghĩ lại vẫn không mạo hiểm, người bị dẫn ra tâm ma thường nhìn ai cũng là tâm ma, hoặc nói cách khác nhìn ai cũng là đối tượng muốn giết. Dưới loại trạng thái này, tuyệt đối sẽ liều mạng. Đảo mắt, lập tức có chủ ý. Dứt khoát đưa một người khác lại đây, làm người bùng nổ tâm ma này đi giết người khác, chắc chắn rất thú vị. Ngay sau đó hai người đụng phải nhau, quả nhiên như suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, người bùng nổ tâm ma lập tức lao về người kia điên cuồng chém giết. Lão già chết tiệt, ta có thể giết ngươi một lần thì có thể giết ngươi lần thứ hai, chết đi. Chiêm huynh, ngươi làm sao vậy? Không tốt, ngươi đã bị tâm ma mê hoặc, nhanh tỉnh lại. Một người khác định đánh thức hắn ta, kết quả đổi lấy bị người đuổi theo điên cuồng vung kiếm. Sau vài phút hai bên đối chiến không đạt được kết quả gì, Dương Bách Xuyên đang định ra mặt thu thập tàn cục, không nghĩ đến người bùng nổ tâm ma nở nụ cười ác độc, vậy mà lại tự bảo. Âm đùng. Sau tiếng nổ lớn, cả hai người đều hồn phi phách tán. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, không ngờ người bùng nổ tâm ma lại điên cuồng như vậy, sau này gặp phải vẫn nên cẩn thận chút. Quá nguy hiểm, tự bảo cũng có thể làm được, thực sự không phải người. Thật ra nghiêm khắc mà nói người nhập ma không tính là người, đã không còn nhân tính. Nhếch miệng cười, Dương Bách Xuyên xuất hiện trước mặt người bất động như núi kia. Ngay lập tức người kia mở mắt, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói thủ đoạn của đạo hữu rất cao siêu. Dương Bách Xuyên trả lời, cũng vậy. Ngoài miệng nói nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng lại cảnh giác lên, người đàn ông trung niên này nhìn qua thì gầy nhưng rất rắn chắc, mắt sáng như đuốc, giống như có thể nhìn thấy tất cả, một câu thủ đoạn của đạo hữu rất cao siêu đã bao gồm rất nhiều tin tức. Ngay sau đó người đàn ông trung niên mở miệng nói, không biết đạo hữu có thể buông tha Mã Mỗ một lần, Mã Kiến Linh Thiên Kiếm Tông sẽ ghi khắc ơn lớn của đạo hữu. Hôm nay các ngươi đến tấn công Tinh Thần Môn, ngươi nói ta có thể buông tha cho ngươi hay không? Dương Bách Xuyên lạnh lùng hỏi lại. Tức là không đồng ý, cũng được, trên thế gian có một số việc đã sớm được định sẵn, nếu vậy Mã Mỗ xin lĩnh giáo thủ đoạn của đạo hữu. Người này nói xong bước ra một bước, lật tay, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, tung ra một kiếm. Còn chưa kịp nhìn rõ hắn ta xuất kiếm như thế nào, Dương Bách Xuyên lại cảm giác được một bóng kiếm che trời hướng về phía hắn. Rõ ràng đối phương chỉ tung ra một kiếm lại có ảo giác đầy trời toàn kiếm, tránh cũng không thể tránh. Cao thủ kiếm đạo, cao thủ có khí thế chi tâm. Dương Bách Xuyên kinh hãi. Không dám sơ ý, cầm kiếm đồ long, lập tức tung ra kiếm trận hắc liên. Kiếm khí bốn đóa sen đen ngăn cản trước mặt. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó tiếng nổ lớn vang lên, kiếm trận hắc liên mà Dương Bách Xuyên lấy làm tự hào lập tức nứt vỡ biến mất. Không thể ngăn cản được một kiếm của người đàn ông trung niên Mã Kiến. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đánh bừa, thật ra trong lòng không hề sợ hãi, chỉ kinh ngạc cảm thán khí thế kiếm kỹ của Mã Kiến. Hắn nhắm mắt nhớ lại lúc sư phụ truyền thụ khí thế chi tâm, cùng với cảnh tượng ngày đó sư phụ mượn thân dùng kiếm chém chết Hóa Thê Lương. Đều dùng kiếm khí cường đại. Một kiếm của người đàn ông trung niên tên Mã Kiến tràn ngập khí thế chi tâm. Dương Bách Xuyên nhắm mắt triển khai thiên khí thế. Chạm.
Sau một chữ chạm, Dương Bách Xuyên tung ra một kiếm. Lúc này sắc mặt của Mã Kiến cũng thay đổi, ở trong mắt hắn ta, một kiếm này của Dương Bách Xuyên có khí thế phá núi cắt biển. Hai người đều biết gặp phải đối thủ kiếm đạo, nhưng xuất kiếm thì không có khả năng thu kiếm, vì chỉ có một kiếm chém xuống chứ không có một kiếm thu lại. Ầm đùng. Hai người một dọc một ngang, song kiếm tương giao, bộc phát ra năng lượng dao động khổng lồ, toàn bộ pháp trận không gian vang lên tiếng gầm rú, mây mù quay cuồng. Sau một kiếm, vị trí của hai người thay đổi, lưng đối lưng. Sau đó người đàn ông tên Mã Kiến mở miệng nói, ngươi không giữ quy củ, tại sao so kiếm pháp lại dùng ngoại, lực? Miễn cưỡng mới nói xong một chữ lực cuối cùng, keng một cái, thân thể của Mã Kiến nổ tung thành hai nửa, mất đi sinh cơ. Ngu mới nói quy củ với ngươi, hiện tại ta và ngươi là kẻ địch, con mẹ nó ngươi xâm chiếm tinh thần môn, còn muốn ta giữ quy củ. Giống như lời Mã Kiến vừa nói, hắn đã dùng một thủ đoạn nhỏ chém giết hắn ta. Thủ đoạn này là điều động lực M sát trong không gian, cùng với lực phong vân, nhân cơ hội bổ một kiếm lên người hắn ta. Dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, nói quy củ với kẻ địch là không phụ trách với sinh mệnh của bản thân. Nhưng nói đi nói lại, cho dù không sử dụng thủ đoạn, dùng thực lực hắn cũng có thể giết chết Mã Kiến, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, bởi vì hắn muốn thử nghiệm thực lực của mình xem sao, bây giờ mục đích đã đạt được. Việc gì phải lãng phí thời gian, hơn nữa bên ngoài trận pháp còn đang chém giết, không có thời gian phí phạm. Trong lúc chiến đấu với Mã Kiến, Dương Bách Xuyên biết thực lực của mình có thể dễ dàng chém giết hợp thể cảnh sơ kỳ bình thường. Nhưng dựa trên thực lực, Dương Bách Xuyên tin tưởng khả năng cao người tên Mã Kiến là một vị tu sĩ hợp thể đạt được phân thân ngũ hành. Nếu không hắn ta sẽ không thể chống đỡ không bị ảnh hưởng bởi các loại lực lượng trong không gian của chính mình. Nhưng vẫn chết trong tay của chính mình. Năm hợp thể cảnh đều đã chết. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên thấy được tác dụng khi sử dụng trận pháp không gian để chiến đấu, tin tưởng sau này phương thức chiến đấu này sẽ còn tăng thêm một cấp bậc. Hắn rất vừa lòng với trận chiến này. Cảm giác được rất rõ uy lực của chín phân thân. Ngay sau đó hủy bỏ trận pháp, Dương Bách Xuyên nhìn thấy thi thể đầy đất, bên ngoài tinh thần môn ngập tràn máu tươi. Không biết khi nào tiếng kêu đã dừng lại. Trận chiến đã kết thúc từ lâu. Lý Phượng Ngọc, chín nữ tử và thú ngũ hành đi về phía hắn. Sư thúc tổ. Mọi người chào hỏi. Không bị thương chứ, kết quả chiến đấu sao rồi? Mặc dù Dương Bách Xuyên nhìn thấy mọi người không sao, nhưng vẫn hỏi một câu. Lý Phượng Ngọc và chín nữ tử còn chưa trả lời, thú ngũ hành đã giành trước, tranh công nói, chủ nhân. Một mình ta chém giết một độ kiếp sơ kỳ, đáng tiếc tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ bị ta đánh trọng thương ban đầu lại không biết tung tích, nếu không hôm nay đừng mong có một người tồn tại được rời khỏi đây. Dù sao tên chạy trốn cũng đã bị thương, Dương Bách Xuyên tỏ vẻ không để bụng, vừa lúc để một tên sống sót truyền bá tin tức ra ngoài, tạo thế cho tinh thần môn. Lý Phượng Ngọc và chín nữ tử đều tỏ vẻ không sao, tất cả những kẻ giết đến tinh thần môn lần này đều chết ở cửa của tinh thần môn. Cuối cùng Dương Bách Xuyên ra lệnh xếp hơn 100 thi thể đặt bên ngoài sơn môn để ra oai, kinh sợ đám thế lực và tu sĩ còn đang ẩn giấu. Hắn và Lý Phượng Ngọc đều biết rắc rối chỉ mới bắt đầu, người đến hôm nay nhìn như nhiều, nhưng phần lớn là hạng người bình thường, tin tưởng năm tông môn cấp 2 vẫn còn cao thủ. Tiếp theo Dương Bách Xuyên cho mọi người về sơn môn, chuẩn bị luyện đan giúp Lý Phượng Ngọc đột phá, cũng chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo. Tinh thần môn muốn đứng dậy lần nữa trên núi tinh thần vẫn phải dựa vào tu vi thực lực. Sau khi dẫn mọi người vào trong sơn môn, Dương Bách Xuyên chuẩn bị luyện đan, dặn dò Lý Phượng Ngọc trong lúc hắn luyện đan không được cho ai ra ngoài, nếu có người đến cũng đừng để ý. Chờ đến khi luyện thành đan dược, trước tiên hắn sẽ cho Lý Phượng Ngọc đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Tới lúc đó sẽ có một cao thủ tọa chấn, tức là có thể đối phó với tu sĩ cao thủ của năm tông môn lớn cấp 2. Dương Bách Xuyên không tin năm tông môn lớn không có một cao thủ độ kiếp trung kỳ nào. Lần này chém giết với năm tông môn lớn cấp 2, hơn 100 tu sĩ, hắn chất đống thi thể thành ngọn núi nhỏ ở cửa sơn môn là để đe dọa. Dù sao cũng đã đắc tội người ta rồi, mũi tên đã bắn ra không thể thu lại được, điều có thể làm là cố gắng nâng cao thực lực của mình để đối phó với cuộc chiến dữ dội hơn tiếp theo.
Dương Bách Xuyên dặn dò thú ngũ hành canh giữ ở Sơn Môn, nói với hắn ta là nếu mấy ngày tới có kẻ địch tấn công, đánh thắng thì có thể giết hết, không cần nương tay. Đương nhiên không đánh lại thì trốn trong Sơn Môn, đừng ra ngoài mạo hiểm. Dường như thú ngũ hành đã quen mấy chuyện chém giết này. Sau khi Dương Bách Xuyên dặn dò xong, hai mắt hắn ta sáng ngời, gào thét nói, chủ nhân yên tâm, có bản vương. Khụ khụ, ta nói là có ta ở đây, đến bao nhiêu ta có thể giết bấy nhiêu. Dương Bách Xuyên lắc đầu cười khổ, mặc kệ hắn ta. Xem ra tên này không sửa được câu cửa miệng bản vương. Hắn cũng phát hiện ra thú ngũ hành là một phần tử hiếu chiến. Dù sao lần này đối phương cũng lập công, Dương Bách Xuyên không ép buộc hắn ta nữa. Hắn nói, ngươi chỉ cần bảo vệ mọi người thật tốt là được, cố gắng đừng gây chuyện. Ta bảo ngươi giết kẻ địch đến tấn công, chứ không bảo ngươi giết người lung tung. Sau này ngươi có thể tự xưng bản vương, tránh cho bức bối. Chủ nhân muôn năm, thú ngũ hành hoan hô, hắn ta tự xưng bản vương đã quen, nhưng không dám nói trước mặt Dương Bách Xuyên nên nói chuyện trúc trắc, cực kỳ khó chịu. Cuối cùng thì hắn ta cũng tháo được gông xiềng. Chấm chấm chấm. Sau khi dặn dò xong, Dương Bách Xuyên đi vào mật thất tu luyện trên Bách Hoa Phong, bế quan luyện đan. Lần này hắn không chỉ muốn luyện chế đan triều nguyên cho Lý Phượng Ngọc, mà còn muốn luyện chế đan dược cho 9 cô gái. Ngoại trừ Thương Vũ Tình đã đột phá tu vi tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ sau khi thức tỉnh thiên phú huyết mạch, mấy người khác vẫn là cảnh giới phân thần hậu kỳ. Dương Bách Xuyên nghĩ sau khi luyện đan, ít nhất cũng phải giúp cho tu vi của họ tiến thêm một cấp, đạt tới cảnh giới phân thần đại viên mãn mới được. Thật ra 9 cô gái hoàn toàn có thể dùng phân thân ngũ hành để bày trận tấn công. Ngoài Thương Vũ Tình đã tu luyện đến cảnh giới hợp thể, phân thân dung hợp, nếu 8 người khác tạm thời không thể đột phá đến cảnh giới hợp thể, vậy thì hoàn toàn có thể dùng phân thân ngũ hành tạo thành trận pháp. Đến lúc đó chắc chắn sẽ hình thành trận pháp tấn công có uy lực mạnh mẽ. Trận pháp lấy con người làm gốc càng thêm linh hoạt, đối địch tự nhiên. Trong số những bí pháp tu luyện tu chân giai đoạn sau cùng mà sư phụ truyền vào đầu Dương Bách Xuyên lần này, tất nhiên có tổ hợp trận pháp tấn công. Đến lúc đó, hắn tìm cho mấy cô gái tu luyện là được. Dù sao lần này trước khi sư phụ ngủ say đã nhồi nhét cho hắn rất nhiều truyền thừa của mình. Nhiều đến nỗi Dương Bách Xuyên muốn tra cứu cái gì đều không tìm được. Hắn dự định xem từ từ, một chốc một lát không xem hết được. Chấm chấm chấm. Trong mật thất, Dương Bách Xuyên lấy lò luyện đan thái thượng ra, cũng xếp cỏ ngũ khí triều nguyên và hơn 100 loại linh dược phụ trợ ra ngoài, sau đó nhóm lửa, bắt đầu luyện đan. Trong lĩnh vực luyện đan, tuy hiện giờ hắn không dám tự xưng là đại sư, nhưng tự thấy mình là một luyện đan sư giỏi. Từ lúc bắt đầu tu chân, hắn đã tiếp xúc với luyện đan dưới sự dạy dỗ của sư phụ. Đến nay đã qua 200 năm ước hẹn, nhưng Dương Bách Xuyên không từ bỏ con đường luyện đan, vẫn luôn nghiên cứu. Chủ yếu là hắn có truyền thừa luyện đan cường đại mà sư phụ để lại, có kinh nghiệm luyện đan vượt xa tu sĩ bình thường để tham khảo, có một sư phụ vừa mạnh mẽ vừa giàu kinh nghiệm dạy dỗ. Vì thế, không trở thành luyện đan sư cũng khó. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn bị sư phụ mắng là kém cỏi. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, bắt đầu bỏ cỏ ngũ khí triều nguyên vào lò luyện đan thái thượng để luyện hóa. Từng cây linh dược không ngừng chiết xuất ra tinh chất nước thuốc, khắp mật thất nồng nặc mùi thuốc. Đan triều nguyên là đan dược cao cấp mà người tu chân sử dụng, Dương Bách Xuyên không dám lơ là, cẩn thận luyện hóa, hoàn toàn chìm đắm trong luyện đan. Thế giới của hắn chỉ còn lại luyện đan, hết sức tập trung. Thời gian cũng trôi qua từng chút một trong lúc hắn luyện đan. Một tháng sau đã tới giai đoạn thành đan, Dương Bách Xuyên đánh ra pháp quyết thành đan. Mỗi một lần pháp quyết đánh ra, lò luyện đan thái thượng đều phát ra tiếng nổ. Qua 10 ngày nữa, cuối cùng đã đến lúc thu đan. Sau khi hoàn thành pháp quyết thành đan cuối cùng, Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy trong lòng buồn bực. Ngay sau đó, đột nhiên không trung phía trên mật thất ngưng tụ ra một đám kiếp vân đen xì. Đan kiếp. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn. Lập tức biết được tại sao trong lòng buồn bực. Thì ra là đan kiếp. Một số thiên tài địa bảo luyện chế thành đan dược mà quá nghịch thiên thì sẽ xuất hiện đan kiếp, như thể thiên đạo không cho phép loại đan dược này xuất hiện, ắt sẽ có đan kiếp giáng xuống phá hủy đan dược. Có đan kiếp xuất hiện chứng tỏ hiệu quả của đan dược đạt tới độ nghịch thiên. Dương Bách Xuyên chẳng những không sợ mà còn vui mừng.
Ngay cả thiên kiếp chân chính hắn còn không sợ chứ đừng nói chi đan kiếp. Dù sao hiện tại hắn cũng có một phân thân lôi điện, hắn không sợ sét đánh. Đợt lôi kiếp thứ nhất đến ngay tức thì, Dương Bách Xuyên nhảy lên đứng trên lò luyện đan, vung một quyền đụng vào tia sét. Đoàng. Đợt lôi kiếp thứ nhất bị hắn đánh nát. Ầm ầm ầm. Từng đợt lôi kiếp không ngừng bổ lên người Dương Bách Xuyên, nhưng hắn sử dụng càn khôn tôi thể quyết, dứt khoát để mặc cho lôi kiếp bổ lên người mình. Dù sao hắn cũng có nhục thể cảnh giới sinh tử mạnh mẽ, hơn nữa phân thân lôi điện trong cơ thể có thể hấp thụ sức mạnh của lôi kiếp. Trước kia hắn đã có kinh nghiệm chống đỡ đan kiếp, đây không phải lần đầu tiên, cho nên hoàn toàn không đáng ngại. 9 đợt lôi kiếp liên tiếp qua đi, kiếp vân trên bầu trời tan biến, đan kiếp của đan triều nguyên biến mất. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nhảy xuống khỏi lò luyện đan, bất chợt đánh một chưởng vào lò luyện đan. Tức thì 9 viên đan dược ngũ sắc từ trong lò luyện đan thái thượng bay ra, phân tán khắp nơi. Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Chân khí trong tay ngưng tụ thành một tấm lưới chân khí, thình lình tóm toàn bộ 9 viên đan dược trong tay. Hắn mỉm cười nhìn đan triều nguyên phát ra ánh sáng ngũ sắc. Vốn dĩ hắn còn tưởng đan dược cao cấp bậc này thì luyện chế được 3 viên đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại luyện chế được những 9 viên, đúng là niềm vui bất ngờ. Sau khi cất kỹ 9 viên đan triều nguyên, Dương Bách Xuyên bắt đầu luyện đan tiếp. Lần này hắn chuẩn bị luyện chế 2 loại đan dược. Một loại là luyện chế cho mấy cô gái thương Vũ Hoan. Loại cuối cùng, hắn định dùng quả gai luyện chế một lò đan thần hồn. Dược hiệu của đan triều nguyên quá lớn, mấy người thương Vũ Hoan có tu vi cảnh giới phân thần không thể dùng được. Vì vậy Dương Bách Xuyên căn cứ vào đan dược trong tay, lựa chọn luyện chế một lò chân đan hóa linh phù hợp với mấy cô gái. Đan dược này có thể sử dụng trong giai đoạn cảnh giới phân thần và cảnh giới hợp thể. Hắn tìm được đan dược này trong rất nhiều công thức luyện đan mà sư phụ để lại, kết hợp với linh dược trong tay cũng chỉ có thể luyện chế ra chân đan hóa linh để sử dụng. Cũng khá dễ luyện chế. Dương Bách Xuyên quen tay hay việc, bắt đầu luyện đan. Ba tháng sau, trong mật thất, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thu lại nội công. Sau khi thu loại đan dược cuối cùng, hắn đổ ra một viên định thử hiệu quả. Lò đan dược cuối cùng này là đan dược thần hồn, nguyên liệu chính là quả gai, vì vậy có tên đan kinh cức thần hồn, tác dụng là nâng cao thần hồn. Không có linh khí tỏa ra, trông giống như một viên thuốc màu trắng bình thường. Nhưng khi cảm nhận bằng linh thức có thể cảm nhận được sức mạnh thần hồn cường đại ở bên trong. Dương Bách Xuyên luyện chế được 36 viên chân đan hóa linh có hiệu quả không tồi cho mấy người thương Vũ Hoan. Trong khi đan kinh cức thần hồn chỉ luyện chế được 3 viên. Vô cùng ít ỏi. Dương Bách Xuyên cầm trong tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không nên lãng phí. Đan dược thần hồn quá quý hiếm, hắn dùng toàn bộ quả gai mình trồng được mới luyện chế ra 3 viên. Vẫn nên chờ đến lúc mình đột phá cảnh giới hợp thể hắn sử dụng thì hơn. Tình ra thì thời gian luyện đan đã qua hơn 4 tháng. Dương Bách Xuyên ra khỏi mật thất, trước tiên vẫn nên đưa đan dược cho đám Lý Phượng Ngọc dùng để nâng cao thực lực tổng hợp của họ. Hiện tại đây là chuyện quan trọng nhất. Cũng không biết trong thời gian này mấy tông môn cấp 2 có đến xâm phạm hay không. Dương Bách Xuyên vừa ra khỏi mật thất đã nghe thấy một tiếng nổ đùng đoàng. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi chân trời có một kiếp vân khổng lồ tụ lại. Là địa thiên kiếp của thú ngũ hành sao? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một mình, vội vàng bay về phía thiên kiếp. Thật ra hắn đã đoán được đối tượng độ kiếp hẳn là tòa kỵ thú ngũ hành của mình. Hiện giờ cả tinh thần môn chỉ có thú ngũ hành có thể độ thiên kiếp, 9 cô gái vẫn chưa tới cảnh giới độ kiếp, còn Lý Phượng Ngọc thì đã vượt qua đại thiên kiếp từ lâu. Chỉ có thú ngũ hành mãi vẫn chưa độ kiếp, ngày hắn ta đột phá lên độ kiếp kỳ, thiên kiếp không giáng xuống. Rốt cuộc thì bây giờ thiên kiếp đã tới. Khi Dương Bách Xuyên bay tới, quả nhiên trông thấy thú ngũ hành. Lúc này Lý Phượng Ngọc đã dẫn theo 9 cô gái đứng cách 100 mét quan sát. Trong khi đó, kiếp vân vẫn đang không ngừng cuồn cuộn nơi chân trời, có cảm giác che khuất bầu trời. Nơi đây tràn ngập khí tức áp lực. Dương Bách Xuyên ở rất xa cũng cảm nhận được. Hắn thầm thở dài trong lòng, quả nhiên đại thiên kiếp không giống bình thường. Từ khi hắn tu chân đến nay, từ thiên kiếp vẫn luôn là tồn tại cấm kỵ trong miệng người tu chân. Tiểu thiên kiếp kim đan kỳ còn dễ,
người có nền tảng tốt thì 70% có thể vượt qua. Nhưng đại thiên kiếp thì khác, có thể nói là thập tử nhất sinh. Chỉ có 10% cơ hội vượt qua thiên kiếp, có lẽ trong vạn người chỉ có một người vượt qua đại thiên kiếp. Những người còn lại đều binh giải tu tán tiên. Do đó, đại thiên kiếp độ kiếp kỳ thật sự là khảo nghiệm sinh tử. Độ kiếp hai đường, thiên địa hai lối. Người trước thành tiên, người sau thành ma. Thiên ý chỉ đã vượt qua thiên kiếp sẽ có hy vọng phi thăng thành tiên. Đây là một đường đại đạo. Địa ý chỉ sau khi độ kiếp thất bại thì binh giải tu tán tiên. Tán tiên còn gọi là địa tiên, muốn phi thăng thành tiên rất khó. Bởi vì cứ nghìn năm tán tiên sẽ gặp tán tiên kiếp một lần, lần nào cũng cường đại, lần nào cũng nguy hiểm. Có thể vượt qua lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng... có thể vượt qua lần thứ ba không? Phải biết rằng tán tiên thập nhị kiếp phải trải qua 12 lần thiên kiếp, khó khăn cỡ nào? Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được độ khó của đại thiên kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn quan sát đại thiên kiếp. Hơn nữa, không ngờ là yêu thú tọa kỵ của mình độ kiếp. Thiên kiếp bình đẳng, tất cả sinh linh có thể tu luyện trên thế gian đều có thiên kiếp. Nhân tộc độ kiếp phi thăng thành tiên, yêu tu độ kiếp cũng phi thăng thành tiên, là yêu tiên. Dưới thiên đạo, tất cả đều bình đẳng. Sau khi thú ngũ hành độ kiếp, sau này phi thăng nhất định sẽ trở thành yêu tiên cường đại. Không biết thú ngũ hành có nắm chắc vượt qua thiên kiếp hay không? Dương Bách Xuyên bay tới bên cạnh Lý Phượng Ngọc và 9 cô gái. Tổ sư thúc. Thấy Dương Bách Xuyên đã xuất quan, mấy người họ đều vui mừng, bước đến chào hỏi. Miễn đi, sau này đừng câu nệ như vậy. Thật sự là tên họ Dương nào đó không thích hành vi hơi tí lại hành lễ như vậy, cảm thấy rất rườm rà. Sau đó, hắn lấy ra 2 viên đan triều nguyên và nói với Lý Phượng Ngọc, ta đã luyện chế được đan triều nguyên, hy vọng có thể thuận lợi giúp ngươi đột phá bình cảnh. Trong lọ có 2 viên đan dược, dùng 1 viên là đủ rồi, viên còn lại cất đi dự trữ. Đan dược cấp bậc này dùng nhiều sẽ mất hiệu quả, còn lại mấy viên ta sẽ giữ lại có chỗ dùng. Tạ ơn tổ sư thúc ban đan dược, Lý Phượng Ngọc nghiêm túc quỳ lạy. Nàng biết đan dược có tác dụng cực lớn với người tu chân, nhất là đan dược cao cấp. Không ngờ tổ sư thúc thật sự luyện đan thành công. Lúc này Lý Phượng Ngọc gần như có thể dự đoán được hy vọng trở mình của tinh thần môn, nàng biết rõ trong tông môn có một luyện đan sư cấp cao có nghĩa như thế nào. Sau khi đứng dậy, Lý Phượng Ngọc quan sát 9 cô gái, đồng thời tính toán. Hiện tại Thương Vũ Tình và Thương Vũ Hoan đã trở thành nữ nhân của tổ sư thúc, 7 người còn lại đều đã được nàng chỉ dạy, sau này có thể giữ tổ sư thúc lại tinh thần môn hay không thì phải xem bọn họ. Tiếc là mình già rồi, đây là tiếng lòng của Lý Phượng Ngọc. Dương Bách Xuyên không biết suy nghĩ trong lòng Lý Phượng Ngọc. Nếu biết, liệu hắn có hộc máu không? Tất nhiên lúc này Dương Bách Xuyên vẫn còn đan dược dành cho 9 cô gái. Hắn lấy chân đan hóa linh ra. Hắn luyện được tổng cộng 36 viên, đưa cho mỗi người 3 viên, giữ lại 9 viên. Ngoại trừ Thương Vũ Tình tu vi đã đạt tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ, Dương Bách Xuyên tin rằng 3 viên chân đan hóa linh ít nhất cũng có thể giúp 8 người khác đột phá đến cảnh giới phân thần đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới hợp thể. Tạ ơn tổ sư thúc ban đan dược. Giọng nói nũng nịu của 9 cô gái vang lên, tên họ Dương nào đó nghe mà lòng nhộn nhạo. Hắn liếc mắt nhìn. 9 cô gái đều thướt tha quyến rũ. Khiến cõi lòng hắn dục dịch. Khi 4 mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên phát hiện có mấy người ngượng ngùng chớp mắt với hắn, làm cho hắn giật bắn người như bị điện giật. Đúng là yêu tinh mà. Dương Bách Xuyên hô to trong lòng, vội vàng rời mắt. Lúc này, Lý Phượng Ngọc lên tiếng, tổ sư thúc, chúng ta xin cáo lui, đi bế quan tu luyện. Dương Bách Xuyên nhìn đám kiếp vân nơi chân trời và nói, thế này nhé, người đã vượt qua thiên kiếp rồi thì cứ đi bế quan trước. Còn đám tình nhi thì ở lại quan sát thú ngũ hành độ kiếp, việc này sẽ giúp ích cho họ tu luyện và độ kiếp sau này. Lý Phượng Ngọc sửng sốt, sau đó vội vàng nói, vẫn là tổ sư thúc suy nghĩ chu đáo, là ta sơ suất. Ta xin cáo lui. Đi đi, chúc người phá quan thành công. Sau khi Lý Phượng Ngọc rời đi, Thương Vũ Tình và Thương Vũ Hoan đã là nữ nhân trên danh nghĩa của Dương Bách Xuyên, 2 người một trái một phải xông tới tóm lấy cánh tay tên họ Dương nào đó cọ lấy cọ để, khiến tâm trạng hắn nhộn nhạo.
Sau đó, 7 người khác cũng lao vút tới vây quanh hắn. Tuy họ ngây thơ nhưng không ngốc, Dương Bách Xuyên có thể luyện chế đan dược cao cấp, nhân vật lớn có thể giúp mình nâng cao tu vi như thế này, mình không ôm chặt thì còn đợi đến khi nào. Huống chi mấy người họ đều được đại sư tỷ Lý Phượng Ngọc dạy dỗ, dù thế nào cũng phải trở thành người được tổ sư thúc gọi là nương tử giống như Tình Nhi và Hoan Nhi. Lần này tên họ Dương nào đó không chịu nổi, vội vàng hô dừng, ngoan ngoãn ở đây xem thú ngũ hành độ kiếp, như vậy có lợi cho tu vi của các ngươi. Sau khi xem xong, các ngươi uống đan dược rồi bế quan tu luyện đi. Ta hy vọng tất cả các ngươi đều có thể đột phá. Tương lai tinh thần môn phải đi ra ngoài, phải đứng trên mảnh đất trăm vạn dặm của dãy núi tinh thần một lần nữa. Nếu tu vi của các ngươi yếu thì không làm được đâu. Tên họ Dương nào đó nghiêm túc nói, cuối cùng thì 9 cô gái cũng yên tĩnh trở lại. Bấy giờ hắn mới thở phào trong lòng, thầm lẩm bẩm, buổi tối có nên đi tìm Hoan Nhi tâm sự về cuộc đời không nhỉ? Trong lòng nảy sinh ý nghĩ hoang đường, Dương Bách Xuyên nhìn thú ngũ hành. Lúc này nơi chân trời lôi kiếp quay cuồng, sấm vang từng đợt. Đùng đoàng. Chưa có thiên kiếp bổ xuống, nhưng đã báo trước lôi kiếp của thú ngũ hành cực kỳ mạnh. Điều này khiến Dương Bách Xuyên không kìm được lo lắng cho thú ngũ hành. Không biết tên này có vượt qua thiên kiếp hay không? Cách mấy trăm mét, thú ngũ hành mang vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân phát ra ánh sáng ngũ sắc, rõ ràng là hắn ta cũng đang chuẩn bị. Dương Bách Xuyên chưa từng trải qua thiên kiếp, nhưng hắn biết chắc chắn là phải tiêu hao các loại năng lượng trong người. Hắn thoáng suy nghĩ, sau đó lấy ra 3 viên đan triều nguyên và 1 viên đan kinh cức thần hồn ném cho thú ngũ hành. Tiểu ngũ đón lấy, hy vọng những đan dược này có ích với ngươi. Thú ngũ hành nghe thấy tiếng gọi của Dương Bách Xuyên liền há miệng nuốt bình đan dược hắn ném cho. Dị thú như hắn trong bụng đều có càn khôn, giống như nhẫn chữ vật của người tu chân. Cảm ơn chủ nhân ban cho đan dược, thú ngũ hành ở xa cất tiếng cảm ơn. Sau khi nuốt đan dược, hắn biết ngay đan dược mà chủ nhân ném cho là đồ tốt, trong lòng lập tức cảm động. Ngươi có nắm chắc không? Dương Bách Xuyên hỏi một câu. Chủ nhân yên tâm. Bản vương chắc chắn sẽ vượt qua thiên kiếp. Thú ngũ hành tự tin đáp. Xoẹt. Đúng lúc này, tia lôi kiếp thứ nhất giáng xuống, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Nó chỉ to bằng ngón tay, nhưng bổ thẳng vào người thú ngũ hành, làm cho lông trên người hắn ta dựng ngược. Xoẹt xoẹt. Tia lôi kiếp thứ hai và thứ ba theo sát phía sau, bổ vào người thú ngũ hành. Bộ lông của hắn ta cháy đen, bốc khói. Dương Bách Xuyên và 9 cô gái hít sâu. Tuy nhiên, thú ngũ hành trông có vẻ chật vật nhưng đã dùng nhục thể chống đỡ được 3 tia lôi kiếp. Lúc này, kiếp vân nơi chân trời cuồn cuộn, tiếp đó. Xoẹt, 6 tia lôi kiếp liên tục giáng xuống, không cho thú ngũ hành cơ hội nghỉ ngơi, liên tiếp bổ xuống người hắn ta. Tổng cộng 9 tia lôi kiếp, cuối cùng kiếp vân cũng ngừng, nhưng vẫn quay cuồng tại chỗ. Dương Bách Xuyên biết thiên kiếp nhất cửu đã qua, nhưng kiếp vân vẫn chưa tan biến chứng tỏ thiên kiếp của thú ngũ hành không phải thiên kiếp nhất cửu, có khả năng là thiên kiếp nhị cửu hoặc tam cửu. Thiên kiếp nhất cửu là thấp nhất, mỗi một đợt có 9 tia sét. Tiếp theo là nhị cửu, cũng có 9 tia sét. Từ đó suy ra thiên kiếp tốt nhất và cũng đáng sợ nhất là thiên kiếp cửu cửu, tổng cộng 81 tia lôi kiếp, thật sự là muốn mạng. Đại thiên kiếp khác tiểu thiên kiếp, uy lực quá mạnh mẽ. Tu sĩ bình thường đều là thiên kiếp nhất cửu, nhiều thì nhị cửu, thiên kiếp tam cửu đã là thiên kiếp đoạt mạng. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn kiếp vận không ngừng kéo tới, biết là thú ngũ hành đã vượt qua 9 tia lôi kiếp, coi như là thiên kiếp nhất cửu. Nhưng kiếp vận không tan đi chứng tỏ vẫn còn thiên kiếp nhị cửu, sắp có 9 tia sét tiếp tục đánh hắn ta. Uy lực của thiên kiếp cấp bạc nhị cửu chắc chắn mạnh hơn nhất cửu gấp bội. Lúc này, Dương Bách Xuyên thật sự lo lắng cho thú ngũ hành. Trong trận, thú ngũ hành trải qua nhất cửu thiên kiếp đã hoàn toàn biến thành màu đen xì, có điều Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được thú ngũ hành không có gì đáng ngại, chỉ là trông hơi nhếch nhác, chứ không bị thương đến căn bản, thầm khen một câu. Dương Bách Xuyên và mấy nữ nhân tiếp tục quan sát. Quan sát thiên kiếp cũng là cảm ngộ đại đạo, hơn nữa càng trực quan và thuần túy hơn, bởi vì thiên kiếp chính là thử thách của đại đạo đối với tu sĩ, là quy tắc thiên đạo. Cũng có ích cho việc tham khảo thiên kiếp của bản thân sau này. Thiên kiếp chứa đựng quy luật đại thế trời đất, quan sát độ kiếp cũng có cảm ngộ đối với tu vi của bản thân,
Dương Bách Xuyên vẫn luôn thấy mơ hồ về khí thế chi tâm mà lão đầu nói, mỗi lần chiến đấu cho dù là tưởng tượng khí thế cũng chỉ là có được hình, nhưng không có được ý. Lần này quan sát thú ngũ hành độ kiếp lại có ngộ ra, luôn cảm thấy dường như có thể tiếp xúc với đường viền của khí thế, nhưng lại vẫn còn thiếu một chút. Trong lòng ngược lại có thêm mấy phần mong chờ đối với đợt nhị cửu thiên kiếp thứ hai của thú ngũ hành. Đáng tiếc thú ngũ hành không biết điều Dương Bách Xuyên nghĩ trong lòng, nếu không sẽ tức chết, người khác đều hy vọng cấp bậc thiên kiếp càng nhỏ càng tốt mau chóng vượt qua, Dương Mỗ lại còn muốn thêm mấy lượt để hắn quan sát. Đoàng đoàng đoàng. Trong uy thế của sấm sét trong kiếp vân trên cửu thiên càng lớn hơn, kiếp vân lại lớn hơn một vòng. Tiếng sấm rất to, thiên uy càng nồng đậm. Bên dưới, cả người thú ngũ hành lại sáng lên ánh sáng không màu, trong đôi mắt lộ vẻ vô cùng nghiêm trọng, giống như thấy được uy lực đợt thiên kiếp thứ hai không nhỏ. Lẹt xẹt. Đúng lúc này, sau khi ấp ủ hơn 10 phút đợt thiên kiếp thứ hai cuối cùng đã giáng xuống. Lẹt xẹt. Một loạt tia chớp lôi đình không ngừng đánh xuống từ trong kiếp vân. Đệt mẹ. Thấy đợt lôi kiếp thứ hai vậy mà cái này nối tiếp cái kia đánh xuống. Dương Bách Xuyên cũng không khỏi văng tục, đây là tiết tấu muốn đánh chết thú ngũ hành nha. Xem ra căn bản không muốn cho thú ngũ hành thời gian nghỉ xả hơi, trong khí thế của lôi kiếp chính là muốn một hơi đánh thú ngũ hành thành cho bụi mới thôi. Hơn nữa sau khi đợt nhị cửu thiên kiếp thứ hai này đánh xuống từ trong kiếp vân, đã thô to hơn không chỉ gấp đôi đợt nhất cửu thiên kiếp thứ nhất, lôi điện của đợt thứ nhất chỉ to bằng ngón tay, lôi điện của đợt thứ hai lại to bằng cả đứa trẻ sơ sinh. Thiên uy vô cùng mạnh mẽ, chủ yếu là về khí thế, nó mang lại cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác khí thế lôi đình chém nứt mặt đất, cách xa trăm mắt đều có thể cảm nhận được thiên uy khiếp người. Dương Bách Xuyên bảo chín nữ nhân lùi về phía sau, lùi tiếp 50 mét mới dừng lại. Khoảng cách quá gần khó tránh bị thiên kiếp ảnh hưởng. Đợt thiên kiếp thứ hai vẫn là 9 cái đánh xuống cùng lúc, đánh thẳng lên người của thú ngũ hành. Lúc Dương Bách Xuyên và chín nữ nhân nhìn qua, trong phạm vi 20-30 mét xung quanh thú ngũ hành bụi đất tung bay, bốc lên khỏi mặt đất, hoàn toàn bị bao phủ bên trong bụi đất. Đợt nhị cửu thiên kiếp thứ hai giáng xuống nhanh, biến mất cũng nhanh. Lúc này Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, kiếp vân trên cửu thiên vẫn tồn tại, vẫn cuồn cuộn không ngừng, tia chớp bên trong thi thoảng lấp lóe, điều này chứng tỏ thiên kiếp còn chưa qua. Nếu chưa qua, chứng tỏ thiên kiếp của thú ngũ hành đang tiếp diễn về phía tam cửu thiên kiếp. Trong trận bụi đất vẫn chưa tản ra, Dương Bách Xuyên lo lắng không biết thú ngũ hành thế nào rồi. Đúng lúc này, lôi kiếp trên bầu trời lại vang lên lần nữa. Lẹt xẹt, lẹt xẹt. Sắc mặt Dương Bách Xuyên biến đổi, đợt thiên kiếp thứ ba vậy mà lại giáng xuống, gần như không có thời gian ấp ủ gì. Là tam cửu thiên kiếp khỏi cần nghi ngờ. Thiên kiếp của thú ngũ hành là tam cửu thiên kiếp. Điều này đã nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên rồi. Bình thường, tam cửu thiên kiếp coi như là đã đến giới hạn, trong lòng cầu nguyện thú ngũ hành có thể chống đỡ được. Đoàng đoàng đoàng. Từng thiên lôi nối tiếp nhau giáng xuống. Tia thứ nhất, tia thứ hai. Tia thứ chín. Qua chín tia, tam cửu thiên kiếp coi như đã hoàn thành. Lẹt xẹt. Lôi kiếp thứ 10 đã rơi xuống ngay sau đó. Cái địch. Mẹ nó tứ cửu thiên kiếp rồi, Dương Bách Xuyên không khỏi mắng chửi. Nếu như nói tam cửu thiên kiếp, Dương Bách Xuyên còn có lòng tin đối với thú ngũ hành, dù sao thú ngũ hành cũng là dị thú trời đất, nhưng tứ cửu thiên kiếp thì trong lòng Dương Bách Xuyên thật sự không chắc chắn. Lẹt xẹt, lẹt xẹt, lẹt xẹt. Từng thiên kiếp liên tiếp rơi xuống, tam cửu và tứ cửu thiên kiếp, ai cũng chưa từng nghĩ tới sẽ giáng xuống liền với nhau. Chỗ đứng của thú ngũ hành hoàn toàn bị lôi kiếp bao phủ, bụi đất tràn ngập, phạm vi 4-50 mét không thấy rõ gì cả. Nhưng mà Dương Bách Xuyên và chín nữ nhân cách ở rất xa đều nghe thấy tiếng giống của thú ngũ hành trộn lẫn trong lôi kiếp. Lẹt xẹt. Tam cửu và tứ cửu thiên kiếp nối liền nhau đánh xuống 18 lôi kiếp, cả thế giới cuối cùng đã yên tĩnh. Lôi kiếp dừng lại, tiếng giống của thú ngũ hành cũng dừng lại. Dương Bách Xuyên và chín nữ nhân đều căng thẳng nhìn chỗ thú ngũ hành đứng. Sau mấy phút, một cái hố to có đường kính khoảng 20 mét xuất hiện ở chỗ của thú ngũ hành, vậy mà bị lôi kiếp đánh ra một cái hố to. Còn thú ngũ hành đã không thấy tung tích từ lâu.
Nếu không phải Dương Bách Xuyên còn có thể cảm nhận được khí tức của thú ngũ hành, thì hắn cũng tưởng rằng thú ngũ hành đã độ kiếp thất bại. Lại nhìn bầu trời, Dương Bách Xuyên và chín nữ nhân phát hiện kiếp vân vậy mà vẫn chưa tản đi, ngược lại càng ngày càng lớn, đen xì một vùng, mây đen đè đầu, khiến trái tim hắn đều cảm thấy áp lực. Mặc dù không có lôi điện đánh xuống, nhưng mà Dương Bách Xuyên biết thiên kiếp vẫn chưa qua, lại đang ấp ủ. Kiếp vân trên cửu thiên tản ra chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, độ kiếp giả độ kiếp thất bại, kiếp vân tan ra, thứ hai, độ qua thiên kiếp. Tình huống bây giờ của thú ngũ hành rõ ràng là chưa độ qua thiên kiếp. Sẽ không phải là ngũ cửu thiên kiếp chứ? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một câu ở trong lòng. Đúng lúc này, tiếng lẹt xẹt vang lên, một lôi kiếp to như bắp đùi từ trên trời giáng xuống. Dương Bách Xuyên cười khổ, thầm mắng bản thân miệng quả nhiên là ngũ cửu thiên kiếp. Giờ chắc là thú ngũ hành độ kiếp nguy hiểm rồi. Hoặc là không độ qua được trực tiếp bị thiên lôi đánh chết, hoặc là cũng chỉ có thể binh giải tu tán tiên. Ngũ cửu thiên kiếp đây đã là thiên kiếp rất khủng bố rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thiên kiếp cấp bậc càng cao, thì chứng tỏ sau này độ kiếp giả càng có tiềm lực lớn, lại hoặc là sát nghiệt nặng. Mà thú ngũ hành rõ ràng là thuộc vế trước, là dị thú trời đất, vốn đã sớm không được thiên đạo chứa chấp, có thể đánh chết dưới lôi kiếp, thì cố gắng đánh chết. Lúc lôi đình thứ nhất của ngũ cửu thiên kiếp giáng xuống giữa không trung, bỗng nhiên một tiếng gào giống long trời lở đất vang lên từ trong hố to. Growl. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên và chín nữ nhân đều nhìn thấy ánh sáng năm màu mãnh liệt trong hố to, một chùm sáng xông lên trời từ trong hố to. Là thú ngũ hành. Dương Bách Xuyên trợn to hai mắt, chỉ thấy thú ngũ hành giờ phút này tắm trong ánh sáng không màu, ngẩng lên trời gào to rồi xông lên trời, cả người ngưng tụ năng lượng ngũ hành khổng lồ, giống như một chiến thần. Sau đó chỉ thấy thú ngũ hành há cái miệng to trực tiếp nuốt lấy lôi kiếp. Growl growl growl. Thú ngũ hành lập tức giống lên liên tục, gào giống với kiếp vân trên cửu thiên, giống như đang khiêu chiến với trời đất vậy. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không ngờ bốn đợt thiên kiếp trước lại không những không đánh chết thú ngũ hành, ngược lại còn khiến sinh khí của thú ngũ hành càng dồi dào, chui ra khỏi hố to, há miệng cắn nuốt ngũ cửu thiên kiếp rồi. Không ngờ thú ngũ hành lại mạnh mẽ như vậy. Trước giờ chưa từng nghe nói yêu thú dám cắn nuốt thiên kiếp. Bao gồm cả Dương Bách Xuyên cũng rất kinh ngạc. Thế rồi ngay sau đó, một cảnh khiến hắn càng kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Chỉ thấy sau khi thú ngũ hành nuốt tia thiên lôi đầu tiên, lại bắt đầu chạy như điên, muốn trực tiếp xông vào trong kiếp vân dày đặc tia chớp. Đoàng đoàng đoàng. Growl growl. Sau khi thú ngũ hành xông vào kiếp vân, tiếng sấm rung trời vang lên trên cửu thiên, giống như trời đất nổi giận. Từng tiếng gầm rú cũng giống như lời đáp trả không khuất phục vang vọng trong kiếp vân. Thú ngũ hành hoàn toàn mất bóng dáng, chỉ có tiếng giống và tiếng sấm nổ vang lên không ngừng. Kiếp vân đang cuồn cuộn, sấm sét vang dội, thú ngũ hành đang giống giận, thị uy với trời. Mấy phút sau, tiếng gầm rú của thú ngũ hành cuối cùng đã dừng lại, tiếng sấm cũng biến mất không thấy nữa, kiếp vân đang dần dần tan ra. Nhưng mà trong lòng Dương Bách Xuyên lại lộp bộp. Hắn, đang nghĩ, có phải thú ngũ hành chết rồi không? Tên này cũng đủ điên cuồng, vậy mà lại trực tiếp xông vào trong kiếp vân, điều này có khác gì tìm cái chết? Còn về khí tức của thú ngũ hành, lúc hắn ta chui vào kiếp vân thì đã không cảm nhận được rồi, bây giờ thì càng không. Cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên giật nảy, nghĩ có phải thú ngũ hành chết rồi không? Mắt nhìn chằm chằm vào kiếp vân dần dần tan đi. Mấy phút sau, kiếp vân hoàn toàn tiêu tan, mắt Dương Bách Xuyên lại bỗng sáng lên, hắn đã nhìn thấy một ánh sáng năm màu lấp lóe, vô cùng chói mắt. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cười rồi. Growl. Một tiếng rú dài vui sướng truyền tới, mang theo uy nghiêm tối cao giống như lời tuyên thệ của một vương giả. Chưa chết, thú ngũ hành chưa chết, ha ha. Chín nữ nhân ai nấy đều vui vẻ hoan hô. Bọn họ đã nhìn thấy thú ngũ hành lấp lánh ánh sáng năm màu hiện lên trên bầu trời. Thiên kiếp của thú ngũ hành đã kết thúc bằng một cách bá đạo nghịch thiên. Sau đó vô cùng phong cách mà bước xuống từ chân trời, lúc đi toàn thân lấp lánh ánh sáng không màu,
lông tóc cháy đen rơi rụng với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được, rồi mọc ra lông tóc càng mềm mại sáng bóng hơn. Khi thú ngũ hành hạ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sức mạnh trong người thú ngũ hành lúc này đã có thay đổi về chất, biến thành sức mạnh cao hơn chân khí. Đây chính là phần thưởng của thiên đạo sau khi độ qua thiên kiếp, chân khí trong người sẽ càng tinh khiết, mạnh mẽ hơn. Cảm ơn chủ nhân. Cũng may thú ngũ hành không huênh hoang, sau khi bước xuống người đầu tiên cảm ơn là chủ nhân Dương Bách Xuyên này. Có thể độ qua thiên kiếp là bản lĩnh của ngươi, không cần cảm ơn ta. Dương Bách Xuyên cười nói. Thú ngũ hành lắc đầu nói, nếu không có đan dược của chủ nhân, ta cũng sẽ không bộc phát lúc cuối cùng, hoàn toàn phát ra sức mạnh của căn nguyên ngũ hành trong cơ thể. Không có đan dược của chủ nhân, hôm nay ta chắc chắn không độ qua được thiên kiếp. Được rồi, chỉ cần ngươi không sao là tốt, độ qua thiên kiếp cũng coi như là chuyện vui, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, sau này vẫn cần tu luyện nhiều hơn. Lúc này Dương Mỗ mặt dày mày dạn dặn dò thú ngũ hành. Hắn mới là phân thần cảnh, thú ngũ hành đã là tu vi sánh ngang với độ kiếp sơ kỳ thực sự. Xin ghi nhớ lời dạy bảo của chủ nhân, thú ngũ hành lại rất cung kính, hắn ta không ngốc, lần này quả thật là đan dược chủ nhân Dương Bách Xuyên này ban cho đã tăng điểm giúp hắn kích phát sức mạnh căn nguyên ngũ hành trong cơ thể, độ qua thiên kiếp. Quan trọng là thú ngũ hành nếm được lợi ích của đan dược, trong lòng nghĩ sau này nhất định phải nịnh bợ chủ nhân Dương Bách Xuyên này thật tốt, đan dược thật sự là đồ tốt. Không phải ai cũng có thể luyện đan. Sau khi nói chuyện với thú ngũ hành, Dương Bách Xuyên quay người bước tới trước mặt chín nữ nhân, lật tay lấy ra một ngọc giản giao cho Thương Vũ Tình, nói, trong ngọc giản này có một phần trận pháp cửu cửu quy nhất, là bí mật không truyền ra ngoài của sư môn ta, các nàng là đệ tử tinh thần môn, nói trắng ra mọi người đều là một tổ sư truyền thừa, bây giờ ta truyền thụ trận pháp cửu cửu quy nhất cho các nàng. Chín người các nàng quan sát lẫn nhau, có thể tạo thành trận pháp chống địch, sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Tình Nhi, tu vi của nàng cao, nên làm người chủ trận, 8 người nhóm Hoan Nhi làm người phụ trận, tạo thành trận pháp cửu cửu quy nhất. Trận này có từ 9 người trở lên, nhiều nhất có thể diễn biến 9981 người, nhóm Hoan Nhi đều có ngũ hành phân thân, tất cả đều có thể hòa hợp vào, để uy lực của trận pháp cửu cửu quy nhất lên đến lớn nhất. Hy vọng mấy người các nàng xuống dưới tu luyện, lĩnh hội cho tốt, đợi các nàng xuất quan. Chính là lúc tinh thần môn trở về vùng đất trăm vạn dặm của dãy núi tinh thần, nhớ kỹ trận pháp này không thể truyền ra ngoài. Chín nữ nhân cùng đồng thanh nói, cảm ơn tổ sư ban pháp, bọn ta nhất định sẽ ghi nhớ kỹ. Được, các nàng đi phục đan bế quan đi. Dương Bách Xuyên phất tay để chín nữ nhân đều xuống dưới. Không phải hắn không muốn ở bên cạnh chín nữ nhân xinh đẹp, mà là bây giờ nghĩ lại, thực ra nguy cơ của tinh thần môn rất lớn. Chém giết hơn mấy trăm người, đắc tội với ngũ đại tông môn nhị lưu, nghĩ chắc người ta sẽ không chịu bỏ qua. Bất kể là trả thù, hay là đạp tinh thần môn xuống để lên vị trí, trở thành đệ nhất tông của vùng đất trăm vạn dặm của dãy núi tinh thần, ngũ đại tông môn nhị lưu đều không thể nào bỏ qua. Nghĩ sớm muộn vẫn phải trở về tinh thần môn để đánh lộn, Dương Bách Xuyên phải chuẩn bị tốt cho cuộc đại chiến thảm khốc hơn. Cho nên để chín nữ nhân bọn họ đi bế quan tu luyện nâng cao thực lực rất cần thiết, dù sao sắt vẫn cần tự mình cứng mới được. Hắn có tranh bá giống được của vùng đất trăm vạn dặm dãy núi tinh thần, thì trên tay cũng cần phải có binh mới được. Ngay lúc chín nữ nhân rời đi không bao lâu, Dương Bách Xuyên vừa muốn hỏi kinh nghiệm độ kiếp của thú ngũ hành, thì đột nhiên có một tiếng nói vang vọng chân trời, quanh quẩn tới. Linh Thiên Kiếm Tông, Hỏa Diệm Tông. Lưu Ly Môn đến bái phỏng, đạo hữu tinh thần môn lẽ nào chết hết rồi, một người canh gác sơn môn cũng không có à? Lời mắng chửi rất phách lối, rất khó nghe vang lên. Là ở bên ngoài sơn môn, đại trận hộ sơn tinh thần ngăn chặn, bọn họ không vào được, cũng chỉ có thể mắng chửi ở bên ngoài sơn môn. Dương Bách Xuyên híp mắt lại nhìn về phía thú ngũ hành, nói, đi thôi, ra ngoài gặp khách xấu với ta. Linh Thiên Kiếm Tông, Hỏa Diệm Tông. Lưu Ly Môn chính là tam đại tông phái hôm đó công đánh tinh thần môn, hôm đó còn có ngũ đại tông môn, hôm nay nghe ý đã đến ba tông, hai tông khác chưa có người đến. Sớm biết sẽ tới, không ngờ lại tới muộn, cách đại chiến hôm đó đã qua 3-4 tháng rồi, vừa đúng lúc là thời gian Dương Bách Xuyên luyện đan. Ngoài sơn môn của tinh thần môn có 3 người, 2 lão già 60, 1 người trung niên.
Nếu như thú ngũ hành ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người trung niên này chính là người bị hắn ta vỗ một vuốt xong biến mất không thấy đâu nữa, người này cũng là trưởng lão của Lưu Ly Môn Phạm Thiên Bình. Đương nhiên gã ta đường đường là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, lại bị một yêu thú một vuốt vỗ bay, lúc đó vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trong lòng Phạm Thiên Bình nghĩ là bị một xúc sinh đánh bay trước mặt rất nhiều người quá mất thể diện, dứt khoát đụng ngất xỉu cho rồi. Kết quả không ngờ ngược lại đã thoát được một kiếp, hôm đó hơn 100 người của ngũ đại tông môn tất cả đều bị giết, Phạm Thiên Bình cuối cùng thấy tình hình không ổn mà bỏ chạy. Sau khi trở về thì báo cho mấy tông môn biết tình hình, Thủy Nguyên Cung và Hổ Dương Sơn vốn chính là tông môn yếu thế nhất trong ngũ đại tông môn, trận chiến hôm đó hai trưởng lão độ kiếp cảnh đã bị giết, chẳng khác nào khiến nguyên khí của hai nhà bọn họ tổn thương nặng nề, trực tiếp tuyên bố không tham dự tranh đoạt vùng đất trăm vạn dặm của dãy núi tinh thần nữa. Cuối cùng chỉ còn lại ba thế lực lớn Lưu Ly Môn của Phạm Thiên Bình, Linh Thiên Kiếm Tông và Hỏa Diệm Tông. Nhưng Phạm Thiên Bình biết Lưu Ly Môn bọn họ không có cao thủ, chỉ có một mình gã ta là tu sĩ độ kiếp cảnh, còn có một đại trưởng lão độ kiếp trung kỳ tọa chấn. Nhưng mà đại trưởng lão không muốn mạo hiểm, cho nên Phạm Thiên Bình biết Lưu Ly Môn bọn họ hết kịch rồi. Mục đích thật sự đến đây lần này chính là đến trả thù, Phạm Thiên Bình muốn xem có thể giết chết yêu thú đánh gã ta bị thương hôm đó. Trả thù một vuốt kia nhân lúc hai cao thủ của Linh Thiên Kiếm Tông và Hỏa Diệm Tông chém giết hay không. Ngoài ra Phạm Thiên Bình còn có một tính toán nhỏ, chính là muốn xem tinh thần môn có cao thủ ở đây không, nếu như có, thì tốt nhất có thể liều để hai bên cùng thiệt hại với người của Linh Thiên Kiếm Tông, Hỏa Diệm Tông, như vậy Lưu Ly Môn của gã ta sẽ làm ngư ông. Lần này người rời núi của Linh Thiên Kiếm Tông là một địa tiên Vân Du ở bên ngoài trở về, Tương Đại Bạch, mặc dù là một địa tiên nhất truyền. Nhưng thực lực lại tương đương với độ kiếp hậu kỳ, tu vi bậc này đừng nói là tông môn nhị lưu, cho dù là tông môn nhất lưu cũng không thấy nhiều. Chờ đợi 3-4 tháng còn chưa đến trả thù, chính là chờ địa tiên Tương Đại Bạch của Linh Thiên Kiếm Tông Vân Du trở về. Một người khác là đại trưởng lão tọa trấn của Hỏa Diệm Tông, Phu Sùng Sinh, tu vi của người này cũng không thể xem thường, là tu vi độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, thực lực gần hậu kỳ. Ba người đại diện cho tông môn của mình. Một là đến trả thù cho đệ tử môn nhân, hai cũng là muốn hoàn thành chém giết người của tinh thần môn, đến lúc đó tung ra tin tức, tinh thần môn sẽ bị thay thế, bước vào tông môn nhất lưu, để thực lực lớn nhỏ trong trăm vạn dặm của dãy núi tinh thần phải thần phục. Dương Bách Xuyên dẫn theo thú ngũ hành bước ra khỏi sơn môn, đến bên ngoài, nhìn thấy ba người, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng lập tức cả kinh, hắn cảm nhận được khí tức cấp bậc kia của Hóa Thê Lương ngày đó từ trên người một lão giả bên trong. Không khỏi buột miệng nói, địa tiên nhất chuyển. Trên thực tế, tu vi bây giờ của hắn không nhìn ra cảnh giới của tu sĩ độ kiếp cảnh trở lên, chỉ có thể dựa vào cảm nhận để phán đoán. Thú ngũ hành lại nói, chủ nhân, quả thật là địa tiên nhất chuyển, tu vi không yếu, có thể sánh ngang với tu vi độ kiếp hậu kỳ, một người còn lại là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, người trung niên cuối cùng kia chính là người bị ta vỗ bay hôm đó, tu sĩ độ kiếp sơ kỳ không quan trọng. Dương Bách Xuyên gật đầu, trong lòng tính toán xem có thể đối phó được với một địa tiên nhất chuyển không. Lúc này đối phương lại đã nói, xem ra tinh thần môn đúng là đã chết hết rồi, vậy mà để một con xúc sinh và một tiểu bối phân thần cảnh ra đây. Trước khi đến lão phu còn lo lắng, bây giờ ha ha. Tiểu tử kia mở sơn môn ra, lão phu tha cho ngươi một con đường sống, nếu không thì chết. Tương Đại Bạch cười to nói. Sắc mặt Dương Bách Xuyên tối sầm xuống. Thua người không thua trận, nói, lão già báo tên ra đây, đỡ cho lát nữa chết rồi, làm một con quỷ hồ đồ, đừng tưởng rằng địa tiên nhất chuyển là giỏi lắm rồi. Hỗn láo, bổn tọa tiêu diệt một phân thần cảnh nhỏ nhoi như ngươi giống như tiêu diệt một con kiến, ngươi còn chưa có tư cách biết tục danh của lão phu. Tương Đại Bạch phách lối tới mức lên trời rồi. Lúc này thú ngũ hành lại giận dữ, sỉ nhục chủ nhân, chính là sỉ nhục vua ngũ hành hắn ta. Hắn ta giống giận nói, địa tiên cái dám chó, hôm nay bổn vương nuốt sống ngươi. Chủ nhân, lão bất tử này giao cho ta. Trong lúc nói, thú ngũ hành đã biến thành một lưu quang, lóe lên biến mất tại chỗ, lao về phía Tương Đại Bạch. Phạm Thiên Bình và Vu Sùng Sinh của Hỏa Diệm Tông đưa mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Một độ kiếp sơ kỳ, một độ kiếp trung kỳ, nói thật trong lòng Dương Bách Xuyên thật sự không có nắm chắc, nếu như một người còn dễ nói. Nhưng mà là hai người, hơn nữa một người còn là tu vi độ kiếp trung kỳ.
Có điều chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, có tồn tại của cửu đại phân thân, hắn cũng không phải không có cách, ít nhất có thể vây hãm được bọn họ. Phạm Thiên Bình và Vu Sùng Sinh nhìn Dương Bách Xuyên chằm chằm, bọn họ căn bản không xem Dương Bách Xuyên ra gì. Thứ duy nhất khiến họ kiêng kỵ là thú ngũ hành thì đang đối phó với địa tiên tương đại bạch, hai người họ, một là độ kiếp sơ kỳ, một là độ kiếp trung kỳ, còn Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ phân thân đại viên mãn nhỏ bé. Trong lòng Phạm Thiên Bình và Vu Sùng Sinh, Dương Bách Xuyên chẳng khác nào một con kiến hôi, đập phát là chết. Lúc này, hai người họ lạnh lùng nhìn về phía Dương Bách Xuyên, giống như đang nhìn một người chết. Mà Dương Bách Xuyên lại đang thầm tính toán, làm sao để nhốt hai người này lại. Vu Sùng Sinh nói với Phạm Thiên Bình, Phạm Huynh, Huynh đối phó với tên tiểu tử này, ta đi bắt nhiệt xúc kia cho Huynh. Được thế thì tốt. Phạm Thiên Bình gật đầu, tỏ ý không thành vấn đề, ông ta kiêng kỵ thú ngũ hành, nhưng tên Dương Bách Xuyên này thì không. Dương Bách Xuyên nghe thấy hai người họ nói vậy, hắn cũng chuẩn bị ra tay. Dù sao thì thú ngũ hành cũng phải đối phó với một địa tiên, còn không biết có chống đỡ được hay không, nếu để một trong hai người họ qua đó, thú ngũ hành sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên hắn muốn nhốt hai người này lại, sau đó hợp sức với thú ngũ hành để đánh địa tiên kia. Như thế thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. Nghĩ như vậy, tâm khẽ động, chín tia sáng tản ra khắp người, trong nháy mắt bao vây lấy Phạm Thiên Bình và Vu Sùng Sinh. Chín tia sáng này chính là chín phân thân của Dương Bách Xuyên, sau kia tản ra xung quanh thì hình thành trận pháp cửu cung. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đã luyện tập thành thục trận pháp không gian phân thân, cơ sở để bày trận chín là phân thân, tất cả đều chỉ cần một suy nghĩ của hắn. Ngay khi chín phân thân bày ra trận pháp cửu cung, hắn sử dụng sức mạnh của không gian phân thân, mở rộng không gian trận pháp ra gấp 10 lần, tiếp theo là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, gió mây, luồng âm sát cùng xuất hiện, không gian như biến thành một thế giới nhỏ, chín loại sức mạnh này chính là chín đại nguyên tố của đất trời, núi non, thảm thực vật, sông ngòi, gió và mây hội tụ ra sấm sét ầm ầm, nhốt luôn Phạm Thiên Bình và Vu Sùng Sinh vào bên trong. Nhưng Dương Bách Xuyên biết, chênh lệch tu vi của hắn và hai người họ là rất lớn, mặc dù bày ra trận pháp không gian, nhưng nếu đối phương dùng sức mạnh, trận pháp của hắn sẽ không kiên trì được bao lâu, nhất định sẽ bị hai người bọn họ phá vỡ. Dù sao thì họ cũng là tu sĩ cảnh giới độ kiếp. Nếu như bị nhốt bên trong là cảnh giới phân thần hay là hợp thể, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ nhốt được, đáng tiếc cảnh giới độ kiếp lại là một ranh giới cực lớn trên con đường tu luyện. Không thể nhốt được. Hoặc nếu tu vi hiện tại của hắn đạt tới cảnh giới hợp thể thì còn có thể vây bọn họ bên trong trận pháp không gian, nhưng mà hắn không phải. Hơn nữa, hắn còn phải đi giúp thú ngũ hành, không thể đứng đợi ở đây được. Hắn nhìn thấy thú ngũ hành đang đánh nhau với tương đại bạch hống hách kia, thú ngũ hành đang ở thế bất lợi, nếu như không giúp thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên cũng không có cách nào khác, hắn vẫn còn có người giúp đỡ. Ít nhất thì bên trong không gian càn khôn cũng có 3 người. Mai Tỷ Kim Long, quỷ tu Ngô Mặc Thu, còn thêm một chồn nhỏ nữa. Mai Tỷ thì không cần phải nói, hiện tại nàng đã là chân long, từ sau trận chiến ở bí cảnh Thao Thiết, Mai Tỷ đã tiến vào không gian càn khôn, nàng vẫn luôn ở trạng thái bế quan, mấy hôm trước Dương Bách Xuyên mới cảm nhận được Mai Tỷ đã xuất quan, nàng đang nói chuyện với Ngô Mặc Thu. Hắn tin, có Mai Tỷ ở đây. Cho dù không ngăn được hai tu sĩ độ kiếp thì nhốt bọn họ ở trong không gian phân thân cũng không thành vấn đề. Còn Ngô Mặc Thu, lực lượng của nàng chính là âm sát, vừa vặn để nàng phát huy khả năng xuất quỷ nhập thần. Chồn nhỏ thì, cũng vào trong hóng hớt đi, chỉ cần kéo chân hai người kia, quấn bọn họ trong không gian phân thân là được. Sau khi trao đổi linh thức với nhau, đưa Mai Tỷ, Ngô Mặc Thu và chồn nhỏ vào trong không gian. Hắn dặn dò ba người chỉ cần dây dưa với hai tên cảnh giới độ kiếp kia, không để bọn họ tấn công không gian phân thần là được, đợi ta giải quyết xong tên địa tiên kia sẽ trở về xử lý họ. Chủ nhân yên tâm sau khi Ngô Mặc Thu bế quan một thời gian, tu vi cũng tăng mạnh, đạt tới cảnh giới phân thần sơ kỳ, mặc dù không đánh lại được độ kiếp, nhưng lợi dụng sức mạnh thuần âm đi quấy nhiễu bọn họ thì nàng vẫn làm được. Chi chi chi. Chồn nhỏ cũng kêu vang. Tỏ ý nó cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, bọn tỷ có thể quấy nhiễu hai bọn họ.
Mai tỷ trịnh trọng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi bay thẳng về phía Thú Ngũ Hành và Tương Đại Bạch, giao hai tu sĩ độ kiếp kỳ lại cho Mai tỷ và Ngô Mặc Thu, chồn nhỏ. Hắn có thể dùng phân thân để nhìn không gian, thay đổi tình huống bên trong không gian phân thân chỉ bằng một ý nghĩ, hắn có thể giúp đỡ được ba người kia kéo chân tu sĩ độ kiếp. Chấm chấm chấm. Bên này, trận chiến giữa Thú Ngũ Hành và Địa Tiên đã bước vào hồi gay cấn. Giống giống bản vương phải nuốt sống cái lão già nhà ngươi. Thú Ngũ Hành bị Địa Tiên đánh bay trên không trung, thế nên tức giận chửi bới. Thứ nghiệt xúc cũng dám uy hiếp lão phu, muốn chết. Ánh mắt Tương Đại Bạch lạnh đi, tiếp tục tấn công về phía Thú Ngũ Hành, thật ra ông ta càng đánh thì càng kinh sợ. Không ngờ chỉ một yêu thú độ kiếp sơ kỳ lại có thể lấy cứng đối cứng với một địa tiên, mặc dù ông ta là một địa tiên nhất chuyển, nhưng thực lực cũng tương đương với độ kiếp hậu kỳ, đây là sức mạnh mà một yêu thú độ kiếp sơ kỳ không thể nào sánh bằng. Nhưng trên thực tế, con yêu thú luôn mồm xưng bản vương ở trước mặt, khả năng chiến đấu và sức mạnh mà nó thể hiện lại khiến cho Tương Đại Bạch sợ hãi. Yêu thú này có thể ngăn lại được đòn tấn công của ông ta, mặc dù lép vế bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại không bị chút thương tích nào, yêu thú kia vẫn khỏe như rồng như hổ. Ngược lại, ông ta có một loại cảm giác, yêu thú càng đánh càng hăng, điều này khiến cho Tương Đại Bạch không khỏi lo lắng, không ngờ thứ nhiệt xúc kia lại có thực lực mạnh như vậy. Không được, phải nhanh chóng giải quyết thứ nhiệt xúc này, tránh sinh ra hậu hoạn về sau. Tương Đại Bạch lẩm bẩm, sau khi thấy Thú Ngũ Hành bay ra ngoài, ông ta híp mắt, lần nữa nhào về phía Thú Ngũ Hành. Giây sau, trong tay Tương Đại Bạch lóe lên ánh sáng, một cây thương dài xuất hiện, trong chốc lát, cây thương lóe lên tản ra một cỗ khí tức cường đại, theo đó là tiếng rồng ngâm vang dội. Gào! Cây thương của Tương Đại Bạch hiện ra một hư ảnh chân long màu trắng bạc, chân long há miệng rộng ngoạm tới Thú Ngũ Hành. Dương Bách Xuyên đang đứng cách xa hơn 10 mét, sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Thú Ngũ Hành, hắn lật tay vung kiếm tới. Kiếm trận hắc liên, chém. Bốn đóa hắc liên lao nhanh tới phía hư ảnh chân long màu trắng bạc. Mặc dù ra tay vội vàng nhưng hắn biết, mình không thể ngăn được đòn tấn công của chân long tới Thú Ngũ Hành. Gào. Lúc này, Thú Ngũ Hành giống lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc, hội tụ thành hư ảnh của bản thể. Một hư ảnh cực lớn bay ra từ trên cơ thể Thú Ngũ Hành, không hề sợ hãi mà đối mặt với hư ảnh chân long. Hai hư ảnh bỗng nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng cả bầu trời. Lấy Thú Ngũ Hành và Tương Đại Bạch làm trung tâm, một luồng năng lượng nổ ra. Hư ảnh của Thú Ngũ Hành kêu lên một tiếng thê lương, bị chân long của Tương Đại Bạch đập tan. Nhưng ngay sau đó, chân long cũng dần tan biến, có điều trên tay của Tương Đại Bạch vẫn cầm pháp khí trường thương, hư ảnh chân long chỉ là thuộc tính của cây thương mà thôi. Hư ảnh mất đi nhưng trường thương không hề suy giảm, cây thương trực tiếp đâm tới đầu của Thú Ngũ Hành. Ầm 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 ầm. Đúng lúc này, bốn đóa hắc liên của Dương Bách Xuyên cũng đuổi kịp, nổ tung chỉ trong nháy mắt, vừa vặn chặn lại cây thương đang đâm về phía Thú Ngũ Hành. Bốn đóa hắc liên nổ tung đánh văng trường thương của Tương Đại Bạch. Đòn tấn công nguy hiểm qua đi. Ánh mắt của Thú Ngũ Hành thoáng qua một tia sợ hãi, hắn đúng là khinh thường pháp khí của tên địa tiên này. Dùng bản lĩnh thần thông của mình để chống cự, suýt chút nữa thì bị đâm vào đầu, may mà giây phút cuối cùng có chủ nhân ra tay. Sau khi lấy lại tinh thần, Thú Ngũ Hành tức giận gầm lên một tiếng rồi bay lên, tung móng vuốt về phía Tương Đại Bạch. Bộp! Sau một tiếng vang nặng nề, Tương Đại Bạch bị Thú Ngũ Hành đánh vào ngực. Phụt! Lão phun ra một ngụm máu, bay ngược ra mấy chục mét mới ổn định lại cơ thể. Lúc này, từ ánh mắt của Tương Đại Bạch lóe lên một tia hoảng loạn, lúc trước, lão không phải là chưa từng nhìn thấy một kiếm chém ra bốn đóa hắc liên của Dương Bách Xuyên, nhưng lão căn bản không hề coi kiếm khí của Dương Bách Xuyên ra gì, bởi vì lão nghĩ Dương Bách Xuyên không thể nào lay chuyển được một thương của mình. Nhưng không ngờ, không chỉ lay động được mà còn đánh rách cả miệng lão, chỉ trong giây phút ngẩn người mà lão bị Thú Ngũ Hành đánh một chưởng vào ngực. Cúi đầu nhìn xuống, trên ngực đã máu chảy đầm đìa. Sâu thấy được xương, hơn nữa còn bị thương nặng. Dương Bách Xuyên nâng kiếm, đứng sáng vai với Thú Ngũ Hành ở trên không, hắn cũng nhìn ra mặc dù Thú Ngũ Hành ở thế bất lợi nhưng vẫn có thể chống lại địa tiên, không
không hổ là dị thú của thiên địa, hơn nữa còn vừa trải qua thiên kiếp, thực lực của thú ngũ hành lại tăng mạnh, hiện tại có thêm hắn, một người một thú liên thủ với nhau, áp đảo địa tiên phách lối kia cũng không thành vấn đề. Giết, quay sang hô lên một tiếng với thú ngũ hành, cơ thể Dương Bách Xuyên chợt lóe, hắn vung kiếm chém về hướng Tương Đại Bạch. Giờ phút này, Tương Đại Bạch thật sự sợ hãi, một yêu thú thôi đã đủ đối phó, chế trụ được ông ta rồi, hiện tại còn thêm một Dương Bách Xuyên mạng thực lực không hề giống với phân thần cảnh thể hiện ở bên ngoài, muốn đối phó cũng mệt nhọc một phen. Nhất là, ngực ông ta còn bị móng vuốt của thú ngũ hành cào một lỗ máu, bị thương như vậy thì càng thêm khó khăn hơn. Tương Đại Bạch biết ông ta đã đánh giá thấp thực lực của Dương Bách Xuyên, hiện ông ta đã bị thương, nhìn thấy một người một thú tấn công tới, sắc mặt của Tương Đại Bạch trở nên nhăn nhó. Lúc này, lão cũng chú ý tới cách đó không xa có chín chùm sáng chiếu rọi, giống như đã tạo thành một loại trận pháp nào đó, không thấy Phạm Thiên Bình và Vu Sùng Sinh đâu, có lẽ hai người họ đã bị vây nhốt ở bên trong. Giờ khắc này, cuối cùng thì Tương Đại Bạch cũng hiểu rõ. Một người một thú của tinh thần môn hôm nay, không phải là kiến hôi như những gì lão nghĩ, bọn họ đều không hề tầm thường. Toàn thân yêu thú toát ra hơi thở chứa đầy ngũ hành tinh túy, đây hẳn là dị thú có sức mạnh ngũ hành của đất trời. Mà tên tiểu tử phân thần cảnh kia lại có một khí thế bất phàm, đã bắt đầu hình thành khí thế chi tâm, Tương Đại Bạch đã nhận ra điểm này sau lần giao đấu vừa rồi. Tương Đại Bạch xuất thân từ Linh Thiên Kiếm Tông, tông môn lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ. Gặp qua nhiều cao thủ kiếm đạo, đương nhiên có thể nhìn ra mánh khóe từ kiếm kỹ của Dương Bách Xuyên. Nhưng Tương Đại Bạch lại không am hiểu, sau khi vào Linh Thiên Kiếm Tông, ông ta lại không tu hành kiếm đạo mà lại dùng thương, cây long thương màu bạc trong tay cũng chính là pháp khí bản mạng, sau khi tu tán tiên thì rèn luyện cây trường thương này thành địa khí bản mạng. Tương Đại Bạch biết rất rõ, đòn tấn công vừa rồi của mình có uy lực mạnh như thế nào, đừng nói tới một yêu thú độ kiếp sơ kỳ. Cho dù là tu sĩ trung kỳ như Vu Sùng Sinh, một thương kia cũng có thể lấy mạng ông ta. Nói chi là, một tu sĩ phân thần cảnh nhỏ bé, sao có thể làm gì được địa khí bản mạng của ông ta? Nhưng sự thật là, trường thương mà ông ta tự nhận có uy lực vô cùng mạnh mẽ kia lại không giết được yêu thú, ngược lại còn bị yêu thú hóa giải đi hư ảnh của thương hồn. Ông ta càng không bao giờ nghĩ tới, thương của mình bị một tên phân thần cảnh nhỏ nhoi đỡ được. Hơn nữa bản thân còn bị thương. Từ khi tới tu chân giới, đây là lần đầu tiên Tương Đại Bạch gặp phải chuyện này. Lúc này, tu sĩ mà Tương Đại Bạch đã từng xem như một con kiến hôi đang bổ một kiếm tới, yêu thú mang khí thế hung dữ, toàn thân tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc giống như một ngọn lửa đang bùng cháy xông về phía ông ta. Trong tình cảnh như vậy, Tương Đại Bạch bắt đầu dao động, ngay cả ông ta cũng không nhận ra sự thay đổi này, đây là sự biểu hiện của sợ hãi. Tu sĩ chiến đấu cũng giống như người bình thường, dựa vào dũng khí, một khi khí thế yếu đi thì sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhưng dù sao thì Tương Đại Bạch cũng là một địa tiên nhất chuyển, rất nhanh ông ta đã điều chỉnh là được trạng thái, trường thương trong tay lại lóe lên ánh sáng. Đối mặt với đòn tấn công của Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành, Tương Đại Bạch hét lên, chân long tại thiên, giết cho ta. Trong tiếng gầm thét, hàng trăm thương ảnh đâm về phía Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành. Sắc mặt Dương Bách Xuyên không hề thay đổi, trong lòng cũng nảy sinh tàn nhẫn, hắn biết nếu như lợi dụng lúc địa tiên bị thương thì có thể liều mạng giết chết lão giả nhân giả nghĩa này, lão địa tiên nhất chuyển này quả thật là quá kiêu ngạo. Phong Vân Kiếm, Toàn Phong Kiếm, Kiếm Trận Hắc Liên. Trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu tàn nhẫn, vừa mở miệng đã thi triển ra ba kiếm kỹ. Kiếm ảnh đầy trời đối mặt với thương ảnh của Tương Đại Bạch. Mặc dù, Dương Bách Xuyên biết kiếm khí của mình không chắc có thể chống chọi được với trường thương của đối phương, nhưng ít nhất có thể làm tiêu hao, ngăn chặn bớt sức mạnh, hắn nghĩ mình sẽ ở cạnh giúp thú ngũ hành, là chủ lực, hắn làm phụ trợ, sau đó tìm cơ hội đánh lén, đây là điểm mạnh của hắn. Quả nhiên, trong lúc thú ngũ hành gầm thét, bộ lông ngũ sắc sặc sỡ khắp người nó bộc phát ra những tia sáng chói mắt. Không thua kém gì kiếm khí, đột nhiên đánh vào thương ảnh khắp bầu trời. Ba bọn họ đều thi triển ra công kích mạnh nhất. Nhưng là một chọi hai. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Đầu tiên là kiếm khí của Dương Bách Xuyên chạm với trường thương đầy trời của Tương Đại Bạch. Quả nhiên,
giống hệt với dữ liệu của Dương Bách Xuyên, kiếm khí của hắn không thể ngăn được trường thương của đối phương, nhưng uy lực đã suy giảm đi nhiều. Ngay lập tức, kiếm khí của Dương Bách Xuyên tiêu tan, mà ánh sáng trên trường thương của Tương Đại Bạch cũng mở đi rất nhiều, rõ ràng là bị kiếm khí triệt tiêu một năng lượng lớn. Lực lượng ngũ hành của thú ngũ hành cũng theo sát phía sau. Cũng là ánh sáng đầy màu sắc, sức mạnh ngũ hành tinh túy nhất chống lại thương ảnh lờ mờ của Tương Đại Bạch. Giây sau, sắc mặt của ông ta trắng bệch. Ầm 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 ầm. Sau khi sức mạnh ngũ sắc rực lửa va chạm với thương ảnh ảm đạm của Tương Đại Bạch, dễ như trở bàn tay, thương ảnh đầy trời lập tức tiêu tan, ngay sau đó là vô số sức mạnh ngũ sắc hung hăng đánh lên người ông ta. A! À. Phụt! Tương Đại Bạch kêu gào thảm thiết khi bị sức mạnh ngũ hành của thú ngũ hành đánh trúng, ông ta phun máu tươi rồi bay ngược ra ngoài. Thú ngũ hành và Dương Bách Xuyên hợp lực tấn công đã vượt ngoài dự liệu của Tương Đại Bạch. Trong nháy mắt, Tương Đại Bạch đã bị tổn hại nặng nề, máu tươi bay trên không trung. Dương Bách Xuyên chỉ chờ mỗi cơ hội này, hắn híp mắt rồi ra tay. Lúc này hắn không dùng kiếm kỹ mà trực tiếp tới cạnh Tương Đại Bạch, đâm ông ta một kiếm. Phụt! A! À. Tương Đại Bạch hét thảm. Lão bị một kiếm được chuẩn bị từ sớm của Dương Bách Xuyên, đâm thấu tim. Hơn nữa, kiếm khí huyền hoàng của kiếm đồ long đã nổ tung trong cơ thể Tương Đại Bạch. Giây sau, cơ thể của ông ta bị xé toạc. Một luồng sáng trắng đục thoát ra, muốn bỏ chạy. Nhưng thú ngũ hành đã phi tới, nuốt luôn nguyên thần của Tương Đại Bạch. Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành đã liên thủ giết chết một địa tiên nhất chuyển có thể so ngang với độ kiếp hậu kỳ. Cây trường thương màu bạc rơi xuống. Dương Bách Xuyên phất tay cầm lấy địa khí của Tương Đại Bạch. Sau khi nguyên thần bị thú ngũ hành cắn nuốt, thi thể của Tương Đại Bạch cũng hóa thành linh khí trời đất, tiêu tán như ánh sao. Tán tiên vốn không có cơ thể máu thịt, thân thể của tán tiên là do sau khi độ kiếp thất bại sẽ dùng năng lượng của trời đất để ngưng tụ ra thân thể, chính là năng lượng trong thiên địa, nguyên thần bị diệt thì đương nhiên cơ thể sẽ tiêu tán. Có hơi giống với quỷ tu Ngô Mặc Thu, thân thể đều được ngưng tụ từ năng lượng của đất trời. Chủ nhân. Thú ngũ hành vừa nấc vừa chạy tới. Dương Bách Xuyên nhìn thú ngũ hành, con hàng này nuốt nguyên thần địa tiên, ợ lên có nghĩa là nó có thể chống đỡ được. Cho dù là nguyên anh của tu chân giả hay là nguyên thần của địa tiên thì đều có trạng thái hình người, trong mắt của Dương Bách Xuyên lúc này, thú ngũ hành giống như ăn thịt người. Mà thú ngũ hành thì lại nghĩ, cắn nuốt một cỗ năng lượng có thể nâng cao tu vi. Sau này, cố gắng đừng có ăn thịt người nữa. Sau khi nghĩ ngợi, Dương Bách Xuyên dặn dò thú ngũ hành một câu, nói thế nào thì hắn cũng là một nhân tộc, nhìn thú ngũ hành cắn nuốt nguyên thần của đồng loại, trong lòng hắn có chút mâu thuẫn. Chủ nhân, bổn vương nuốt chừng nguyên thần tinh túy, đó là thứ có thể giúp thần hồn tăng lên, không thể lãng phí được, lúc trước con hàng này mắng chủ nhân, sỉ nhục ta. Nuốt nguyên thần của ông ta là còn nhẹ đấy, ha ha. Thú ngũ hành giống như hầu tinh, có thể nhìn ra Dương Bách Xuyên chán ghét mình cắn nuốt nguyên thần của nhân tộc, thế nên tìm một cái cớ không chỉ nịnh nọt mà còn có thể hóa giải tâm tư trong lòng Dương Bách Xuyên. Có thể nói thú ngũ hành cực kỳ thông minh. Tuy nhiên, sau khi nghe thú ngũ hành nói, Dương Bách Xuyên lại không cách nào bác bỏ, lúc trước con hàng địa tiên này đúng là hung hăng phách lối, quả là đáng chết, lý do của thú ngũ hành rất hợp lý. Làm như vậy là để chút giận cho chủ nhân. Khụ khụ, cái đó, sau này chỉ được cắn nuốt người xấu, nhưng tiểu tử ngươi phải ghi nhớ cho ta, không được tùy tiện ăn người khác, sát nghiệp quá nặng sẽ bị trời phạt, ngươi vượt qua đại thiên kiếp, hết vòng này tới vòng khác là liệt tử, nếu không phải ngươi có thiên phú dị bẩm thì đã sớm bị thiên kiếp đánh chết, biết không? Dương Bách Xuyên cảnh cáo thú ngũ hành một trận. Thú ngũ hành nghe Dương Bách Xuyên nhắc tới thiên kiếp, hắn nghĩ lại mà thấy sợ. Cũng biết Dương Bách Xuyên nói đúng, bèn gật đầu tỏ ý đã biết. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Thú ngũ hành hỏi. Ánh mắt Dương Bách Xuyên híp lại, hắn nhìn trận pháp không gian được hình thành bởi cửu đại phân thân của mình, còn lão già độ kiếp trung kỳ, giao cho ngươi đó. Đương nhiên là Dương Bách Xuyên biết rất rõ tình huống bên trong không gian phân thân, hắn đã cảm ứng được từ sớm, hai tu sĩ độ kiếp ở bên trong. Một độ kiếp sơ kỳ đã bị Ngô Mặc Thu à Mai Tỷ liên thủ với chồn nhỏ giết chết, hiện tại chỉ còn lại một độ kiếp trung kỳ, đúng là có chút bản lĩnh, ông ta đang đánh nhau với ba người Mai Tỷ.
chủ nhân người nhìn kỹ, bản vương sẽ nuốt chửng ông ta. Thú ngũ hành khoe khoang, vừa dứt lời đã bay tới không gian phân thân của Dương Bách Xuyên. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, hắn biết sau khi thú ngũ hành tiến vào thì số mệnh của gã tu sĩ độ kiếp trung kỳ kia chỉ có một chữ chết. Trận chiến lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng lại thu hoạch rất lớn. Đúng như dự đoán, có thú ngũ hành gia nhập, trận chiến đã kết thúc mà không có bất kỳ sự cố nào. Một người vừa chuyển địa tiên, một người là độ kiếp trung kỳ, một người là độ kiếp sơ kỳ, tất cả đều bại trận ở bên ngoài sơn môn tinh thần môn, hay nói đúng hơn là bại trận dưới tay Dương Bách Xuyên. Ngay lúc giết chết tu sĩ độ kiếp trung kỳ cuối cùng, Dương Bách Xuyên để cho thú ngũ hành dùng thuật siêu hồn, nghe ngóng được tin tức quan trọng cần biết. Người vừa chuyển địa tiên đến từ Linh Thiên Kiếm Tông kia tên là Tương Đại Bạch, còn độ kiếp sơ kỳ đến từ Lưu Ly Môn tên là Phạm Thiên Bình. Lão già độ kiếp trung kỳ đến từ Hỏa Diệm Tông tên là Vu Sùng Sinh. Môn phái do ba người này đại diện là ba môn phái có thế lực mạnh nhất trong năm phái hạng 2. Về cơ bản, Linh Thiên Kiếm Tông là mạnh nhất, tiếc là giờ đây cường giả địa tiên Tương Đại Bạch đã trực tiếp bị Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành giết chết. Đồng thời, tình hình của Hỏa Diệm Tông và Lưu Ly Môn cũng không khác là bao, sau khi ba người đó bị giết chết, tông môn của bọn họ gần như không còn cao thủ nào tồn tại. Theo thông tin thu thập được từ siêu hồn, Linh Thiên Kiếm Tông vẫn còn một trưởng lão độ kiếp trung kỳ chấn thủ, Hỏa Diệm Tông cũng có một tu sĩ vừa mới đột phá đến độ kiếp trung kỳ chấn thủ, về phần Lưu Ly Môn chỉ còn lại một người ở độ kiếp sơ kỳ. Ba tông môn này cộng lại cũng không có nhiều tu sĩ cấp cao còn tồn tại, về phần những người ở phân thần cảnh, hợp thể cảnh thì cũng không đáng tính đến. Bây giờ Dương Bách Xuyên nghĩ đã đến lúc xuất sơn, vì vậy hắn đã tìm một nhà nào đó trong ba tông môn này. Thẳng tay tiêu diệt một môn phái, giết lấy uy, số còn lại thấy vậy tự nhiên sẽ biết điều, sau đó tinh thần môn một lần nữa tuyên bố tiếp quản trăm vạn dặm quanh khu vực dãy núi tinh thần sẽ không gặp khó khăn gì nữa. Chẳng qua việc này vẫn cần phải lên kế hoạch, tránh cho lật thuyền trong mương, ít nhất chờ Lý Phượng Ngọc và cửu nữ xuất quan cũng không muộn. Hắn tin là sau khi giết chết cao thủ của ba tông môn ngày hôm nay, những loại người thích gây sự kia cũng sẽ biết điều lại. Ngược lại, sau trận chiến ngày hôm nay, Dương Bách Xuyên cũng nhận ra thiếu sót của bản thân. Mặc dù hắn có át chủ bài là phân thân không gian này, có thể dùng để nhốt được tu sĩ độ kiếp cảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải áp chế được kẻ đó, nếu không tu sĩ độ kiếp cảnh vẫn có thể phá vỡ phân thân không gian mà xông ra. May mắn lần này có Mai Tỷ và Ngô Mặc Thu cùng với chồn nhỏ liên tục phá rối hai tu sĩ độ kiếp cảnh ở trong phân thân không gian. Nếu không, chỉ dựa vào trận pháp thì không thể vây nhốt bọn họ được. Nếu thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa thì đã có thể giết chết tu sĩ độ kiếp trung kỳ ở trong phân thân không gian rồi. Nói chung là tu vi vẫn còn hơi thấp. Vì vậy, Dương Bách Xuyên cũng đang định nhân khoảng thời gian Lý Phượng Ngọc và cửu nữ bế quan này, tập trung nghiên cứu cho tốt truyền thừa mà lão già để lại, ví dụ như chiến kỹ thần thông thập nhị chí tôn do lão già tự nghĩ ra này. Chỉ cần có thể tu luyện thành công một nửa chiêu thức thì lúc chiến đấu cũng không cần phải rụt rè như hôm nay. Hôm nay có thể giết địa tiên, Dương Bách Xuyên biết chủ yếu là nhờ thú ngũ hành đánh chính, hắn cũng chỉ có thể đánh lạc hướng thôi. Quan trọng chính là thực lực không đủ. Cho nên sau khi trở lại tinh thần môn, Dương Bách Xuyên để thú ngũ hành cùng chồn nhỏ và Ngô Mặc Thu ở lại trấn thủ tinh thần môn, còn hắn cũng tự đi tìm một chỗ để nghiên cứu chiến kỹ thần thông mà lão già để lại. Về phần Mai Tỷ, nàng ấy muốn trở lại không gian bình càn khôn, theo lời Mai Tỷ nói, nàng ấy đã quen với không gian bình càn khôn, hiện tại tu vi và thực lực của nàng ấy vẫn chưa thích hợp để ra ngoài, còn nói với Dương Bách Xuyên là lần này nàng ấy muốn tiếp tục bế quan tu luyện, Hồ Long Cung trong không gian bình càn khôn có một vài cá rồng có dấu hiệu tiến hóa, cần nàng ấy giúp đỡ. Tin tức này đã vực dậy tinh thần của Dương Bách Xuyên, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng, một ngày nào đó. Mấy chục con cá rồng trong hồ cá rồng sẽ lần lượt hóa thành rồng bay lên trời. Sau khi trở lại tinh thần môn, Dương Bách Xuyên trực tiếp tìm một ngọn núi trên tinh thần môn, khoanh chân ngồi xuống ở một nơi yên tĩnh và bắt đầu lĩnh ngộ thần thông thập nhị chí tôn của lão già. Sau khi nhắm mắt lại, bí pháp thần thông của thập nhị chí tôn hiện ra trong tâm trí. Dương Bách Xuyên nhìn lại từng chút một. Tất cả đều là ký hiệu nhưng Dương Bách Xuyên vẫn hiểu được đại khái ý nghĩa trong đó, chỉ là vẫn không hiểu hoàn cảnh cụ thể của chúng.
vì nó quá phức tạp và bí ẩn. Trong lòng hắn không nhịn được thầm nguyền rủa rằng thứ mà lão già chết tiệt để lại cho hắn chắc chắn là thiên thư đây mà. Không thể hiểu nổi nó là cái quái gì. Tổng cộng 12 chiêu thần thông, hắn mở chiêu thần thông đầu tiên ra, chỉ có thể hiểu được chiêu thần thông đầu tiên tên là Kim Cang Chí Tôn. Có một phù văn kèm theo là một lão già tay bấm pháp quyết, uy phong đứng giữa trời đất, nhìn xuống sông núi dưới chân. Trong mắt người khổng lồ này, sông núi cũng không cao bằng hắn, sấm chớp vờn quanh, gió mây bên người cũng không thể mảy may lay chuyển được hắn, bất động như núi. Từ cảnh ý bên trong bức hình vẽ, quả đúng là hơi có ý tứ Kim Cang Chí Tôn. Có một kiểu dù trời đất sắp sụp đổ, ta vẫn sừng sững đứng đó. Tu luyện một chiêu công pháp tu luyện này cũng đủ khiến cho Dương Bách Xuyên thấy mờ mịt, rõ ràng biết công pháp tu luyện viết gì, thế nhưng lại không thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Tu luyện thần thông mà không thể thi triển pháp quyết, cảnh giới chẳng khác gì tu luyện trong mơ hồ, thật là vô ích. Cho nên Dương Bách Xuyên nhức đầu, hắn muốn tu luyện chiêu thần thông thứ nhất của thập nhị chí tôn Kim Cang Chí Tôn thì nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa pháp quyết tu luyện, nếu không thì thực tế là không thể xuống tay. Thế nhưng Dương Bách Xuyên đọc thế nào cũng thấy giống như đang đọc thiên thư, xem thế nào cũng không hiểu ý nghĩa của pháp quyết tu luyện. Tinh thần ngã xuống, nghịch chuyển càn khôn, đại đạo hằng cổ. Pháp quyết tu luyện một chiêu Kim Cang Chí Tôn cũng chỉ là mấy trăm chữ ngắn ngủn, Dương Bách Xuyên niệm xong, vẻ mặt buồn bã nói, lão già chết tiệt, cũng không để lại chú giải, rốt cuộc có ý gì. Nên tu luyện như thế nào đây? Dương Bách Xuyên vô cùng oán hận. Suốt cả ngày Dương Bách Xuyên cũng không hiểu được một chút căn cơ nào cả, trong lòng không khỏi có hơi lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, càng lo lắng lại càng không có cách nào hiểu. Trong lòng hắn thầm trách lão già không để lại chú thích, thực ra sao mà hắn không biết là lão già cố ý làm như thế, công pháp tu luyện trước kia cái nào cũng đều có chú thích ở trên, thế nhưng duy nhất chỉ lần này không có. Tưởng tượng cho thoải mái, có lẽ đây là nỗi khổ tâm của lão già sao? Bởi vì chỉ có bản thân mình hiểu thấu đáo thì sẽ càng thuận lợi, mới có thể thuộc về mình, để người khác chú giải chung quy lại vẫn không được coi là của mình. Sau khi suy nghĩ rõ ràng những đạo lý này, Dương Bách Xuyên cũng dần tĩnh tâm lại. Thần thông thập nhị chí tôn là chiến kỹ thần thông lão già tự nghĩ ra, ông từng nói, tổng cộng 12 chiêu, nhưng chiêu cuối cùng, ngay cả hai sư huynh và tiểu sư tỷ cũng chưa được truyền thụ. Theo lời lão già nói, có thể tu luyện thành công thập nhị chí tôn ít nhất cũng có thể khiến hắn tung hoành ở tu chân giới, hắn vẫn nhớ rõ giọng điệu vô cùng tự tin lúc ấy của lão già. Cho nên nói công pháp thập nhị chí tôn tất nhiên là phép thần thông đáng tự hào nhất của lão già, cũng là một bộ tuyệt kỹ chiến đấu thần thông lợi hại vô song. Người vừa chuyển địa tiên đã suýt chút nữa khiến hắn mất mạng, chứ đừng nói đến lão già là thập nhị tán tiên chí tôn. Lão nhân gia ấy gần như đã dùng cả đời để sáng tạo ra bộ tuyệt kỹ chiến đấu thần thông thập nhị chí tôn này, sao có thể dễ dàng hiểu thấu được như vậy? Ngay lập tức, sự nôn nóng trong lòng Dương Bách Xuyên biến mất. Hắn bình tĩnh lại và bắt đầu nghiên cứu một lần nữa. Lần này hắn không đọc phù văn khẩu quyết nữa mà bắt đầu từ hình vẽ kèm theo. Lần thứ hai quan sát người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đứng trong bức phác đồ. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra điều khác lạ. Đầu tiên, người khổng lồ này tuy là đứng nghiêng người, không nhìn rõ toàn cảnh, thế nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy quen mắt. Một lần nữa nhìn lại, người khổng lồ này chính là lão già nhà mình. Tuy là đứng nghiêng người nhưng càng nhìn càng quen mắt, chính là lão già Vân Thiên Tà. Khai sáng như vậy xem như đã mở ra một lối tư duy mới, hay có thể nói là một loại cảm giác hiểu một là hiểu cả vạn. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên phát hiện lão già trong hình dường như chính là pháp tướng mà ông thi triển khi dùng chính thân mình giết chết Thiên Nguyên Tông, tuy động tác khác nhau nhưng Dương Bách Xuyên xác nhận lão nhân trong tranh chính là thân thể pháp tướng. Ấn tượng ngày ấy lão già thi triển thân thể pháp tướng quá sâu sắc, hoặc có thể nói là quá mạnh mẽ, Dương Bách Xuyên vẫn nhớ như in. Nghĩ đến chiến kỹ thần thông thập nhị chí tôn thần thông là một dạng pháp tướng, Dương Bách Xuyên không khỏi kích động. Bởi vì cảnh tượng ngày đó lão già thi triển pháp tướng diệt Thiên Nguyên Tông thật sự là cường đại đến mức chấn động, lúc đó quả thực là lật tay nhẹ như mây đã diệt cả Thiên Nguyên Tông. Không ngờ tới thập nhị chí tôn chính là chiến kỹ thần thông dựa trên pháp tướng.
Ngay sau đó Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn thấy người khổng lồ trong hình vẽ phác đồ đầu đội trời chân đạp đất, hay nói là pháp tướng của lão già, xuất hiện một cái chấm nhỏ, những cái chấm rất nhỏ, màu vàng óng, rải rác khắp thân thể. Thấy vậy, trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên lóe lên ý nghĩ, không nhịn được được mừng rỡ nói, thì ra là dòng kinh mạch tu luyện, ha ha ha, hiểu rồi, hiểu rồi. Sau khi thấy các chấm nối với nhau tạo thành kinh mạch, Dương Bách Xuyên nhìn thấy pháp tướng của lão già trong hình vẽ phác đồ bắt đầu có lưu quang lấp ló, từng đường chạy ngược lại. Lúc này hắn đang nghĩ lại pháp quyết tu luyện, bỗng có loại cảm giác lĩnh ngộ được hết. Chiêu thứ nhất trong thập nhị chí tôn được gọi là Kim Cang chí tôn. Sau khi Dương Bách Xuyên lĩnh ngộ được con đường tu luyện, đang suy nghĩ tên gọi của chiêu thứ nhất trong lúc đi tìm hiểu pháp quyết tu luyện. Để giải thích cho tên gọi của chiêu thứ nhất, có thể coi bản thân là Kim Cang nhất tôn, dù cho vật đổi sao rời hay trời đất xoay chuyển, thế giới tận diệt, ý nghĩa câu thần chú của chiêu thức là dựa theo đạo hằng cổ. Đạo hằng cổ này chính là chân lý của chiêu thứ nhất Kim Cang chí tôn, mặc cho trời đất của ngươi có sụp đổ, hào quang hoàng kim của ta sẽ vĩnh viễn trường tồn, bất biến bất động, giống như đạo vĩnh hằng tồn tại mãi mãi. Đã xuất ra chiêu Kim Cang chí tôn thì dù cho trời đất sụp đổ, vật đổi sao rời, cũng đừng hòng lay chuyển. Quả thực bá đạo mạnh mẽ. Sau khi hiểu rõ chân lý bên trong mấy trăm chữ pháp quyết tu luyện này, Dương Bách Xuyên dựa theo con đường đã lĩnh ngộ được, bắt đầu nghịch hành tu luyện, miệng thì phối hợp niệm pháp quyết, tương ứng với đường chấm nhỏ dọc theo hoa văn trên cơ thể lão già, nhích từng chút một. Toàn bộ quá trình diễn ra rất chậm nhưng tiến độ vẫn đang được duy trì. Dương Bách Xuyên cũng không nóng vội, chỉ ngồi trước một ngọn núi hoang vắng ở tinh thần môn, từ từ tu luyện. Sau khi bước vào trạng thái tu luyện, hắn bỏ mặc cả thiên hạ, trong đầu chỉ đang tập trung luyện chiến kỹ thần thông Kim Cang chí tôn, chiêu thứ nhất của thập nhị chí tôn. Tu luyện không ngừng gia tăng, trong một khoảnh khắc nào đó, ý thức của Dương Bách Xuyên bất chi bất giác chìm vào ảo cảnh của chiêu thứ nhất. Ngay lập tức, hắn được đưa đến một thế giới khác. Trong thế giới hồng hoang, có một người khổng lồ sừng sững giữa trời đất, đối mặt với lũ lụt cuồn cuộn dâng trào, đỉnh núi sụp đổ ập đến, trong tay kết ấn hô Kim Cang bất động ấn. Một tiếng kết ấn vang lên, thủ ấn hoàn thành, Kim Cang bao phủ toàn thân hắn, mặc kệ là nước lũ ập tới hay áp lực nghiền nát của núi lở đều không thể dung chuyển nổi một bước của hắn. Mạnh mẽ chống lại sức mạnh thiên nhiên khổng lồ. Ngay sau cảnh tượng đó, những vì sao tinh tú từ trên 9 tầng mây rơi xuống dữ dội, lao về phía hắn, phía dưới đất rộng, bên trên trời cao, đầy những mãnh thú chim muông khổng lồ như núi, nhao nhao tấn công hắn. Lúc này người khổng lồ lại kết ấn hô to, Kim Cang ấn, chí tôn ấn, Kim Cang chí tôn vô địch. Niệm chú kết ấn xong một lượt, ngay lập tức, người khổng lồ, hay phải nói là pháp tướng của lão già vung quyền đánh vào một ngôi sao rơi từ 9 tầng mây xuống, cứ thế một ngôi sao bị đánh cho nổ tung thành từng mảnh vụn nhỏ. Sau đó hắn dùng một tay như móng vuốt, chặn lấy lượt tấn công của chim muông mãnh thú khiến chúng hoặc phải rít lên hoặc bị bóp nát. Mãnh liệt tới mức hỗn loạn. Quả thật là dáng vẻ chí tôn vô địch. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ý thức của Dương Bách Xuyên cũng thoát khỏi thế giới ảo cảnh. Sau một khắc, cuối cùng hắn cũng hoàn thành bước cuối cùng trên con đường tu luyện của mình. Một âm thanh trầm đục vang lên. Dương Bách Xuyên cảm thấy thân thể mình như đột ngột từ dưới đất bay lên, không ngừng cao lớn, trong nháy mắt hắn biến thành một người khổng lồ cao ngất đầu đội trời chân đạp đất, có cảm giác một nửa phần eo đã xuyên tới tầng mây. Trên thực tế, nếu cẩn thận cảm nhận, chiều cao cũng không được như chiều cao của lão già trong hình vẽ kia, dù thực sự mà nói hắn đã cao hơn 30 thước. Nhưng đối với hắn thì thế này cũng có thể coi là người khổng lồ được rồi. Nhất là giờ phút này hắn còn đứng ở đỉnh núi chỉ điểm, trong lòng xuất hiện cảm giác của một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất. Pháp tướng. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng. Hắn đã tu luyện thành công chiêu thứ nhất trong thần thông thập nhị chí tôn. Pháp tướng xuất hiện chính là điểm đặc biệt cho việc tu luyện thành công, tuy khí thế không sừng sững được như lão già nhưng pháp tướng 30 thước cũng không hề nhỏ, đối với Dương Bách Xuyên thì đã được coi là người khổng lồ rồi. Chấm chấm chấm. Ngay vào tháng thứ 3 Dương Bách Xuyên ngồi trên đỉnh núi tu luyện, Lý Phượng Ngọc xuất quan, tu vi của nàng đã đột phá thành công đến tu vi độ kiếp cảnh trung kỳ, muốn báo cáo với tổ sư thúc là càng sớm càng tốt,
lại thông qua thú ngũ hành biết được Dương Bách Xuyên tu luyện trên đỉnh núi đã 3 tháng nay rồi. Vốn dĩ Lý Phượng Ngọc cứ nghĩ chỉ cần chờ đợi là được, không ngờ chờ đợi lại kéo dài thêm 3 tháng, trong khoảng thời gian đó Thương Vũ Hoan và Cửu Nữ cũng lần lượt xuất quan, nhờ có đan dược của Dương Bách Xuyên, tu vi của bọn họ đều đột phá đến phân thần cảnh đại viên mãn, thêm vào đó có Thương Vũ Tình ở hợp thể cảnh dưới sự dẫn dắt của Dương Bách Xuyên, đã tu luyện thành công trận pháp cửu cửu quy nhất. Có thể nói, thực lực tổng thể của tinh thần môn hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Vào lúc Dương Bách Xuyên lĩnh hội tu luyện tới tháng thứ 6, cuối cùng hôm nay cũng nghe được tiếng vang từ trên đỉnh núi truyền xuống. Tất cả mọi người ở dưới núi quan sát, Lý Phượng Ngọc không để một ai quấy rầy Dương Bách Xuyên tu luyện. Cùng với tiếng sấm sét vang lên, khi mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy kim quang tỏa sáng trên đỉnh núi, sau đó, một người khổng lồ từ dưới đất bay lên, đầu đội trời chân đạp đất. Là, tổ sư thúc, chấm hỏi. Thương Vũ Hoan là người đầu tiên kinh hô. Qua, tổ sư thúc, đây là loại thần thông gì, làm sao lại biến thành người khổng lồ được? Đây phải là đại thần thông nha. Cửu nữ cũng ngạc nhiên hô lên. Ngay cả thú ngũ hành và Lý Phượng Ngọc cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc trong mắt, rõ ràng Dương Bách Xuyên đang thi triển thần thông gì đó nhưng bọn họ chưa từng thấy qua thần thông có thể biến thành người khổng lồ. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, nhưng sau đó, trước mắt bọn họ xuất hiện một cảnh tượng còn đáng khiếp sợ hơn, bọn họ lập tức coi Dương Bách Xuyên như thần thánh. Đám người chỉ nghe thấy Dương Bách Xuyên biến thành người khổng lồ hô to kim cang ấn. Vừa dứt lời, hắn tung một chưởng đánh ra phía trước, một ngọn đồi nhỏ cách đó mấy chục thước ầm ầm sụp đổ hoàn toàn. Chí tôn ấn. Lại là một tiếng hô vang lên. Ầm ầm. Một ngọn núi bị Dương Bách Xuyên trông như người khổng lồ đánh sập hơn phân nửa. Từ lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ đến ngây người. Trong ánh mắt thú ngũ hành hiện lên vẻ sợ hãi. Lý Phượng Ngọc nhìn những ngọn núi bị phá hủy, nàng thầm nghĩ dựa vào tu vi của nàng bây giờ cũng có thể phá hủy một ngọn núi nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như Dương Bách Xuyên. Ngô Mặc Thu đứng sau đám người, nàng ấy nhìn Dương Bách Xuyên khổng lồ đứng trên đỉnh núi, trong mắt tràn đầy yêu mến. Cửu nữ nhìn về phía Dương Bách Xuyên, ánh mắt lấp lánh. Trong mắt mọi người, hai chiêu vừa rồi của Dương Bách Xuyên coi như là phép thần thông quảng đại, nhưng lúc này Dương Mỗ đứng trên đỉnh núi thở dài lắc đầu tự nhủ, uy lực vẫn cách xa vạn dặm so với lão già kia. Thân thể pháp tướng của hắn mới cao 30 thước, mà lão già kia thi triển ra phép thần thông chân chính thực sự phải là thân cao ngàn thước, khí thế đầu đội trời chân đạp đất. Kim Cang Ấn và Chí Tôn Ấn thi triển ra có thể rơi vào thế giới ảo cảnh uy lực mạnh mẽ lần trước hay không, mới phá nát được một sườn núi nhỏ. Mà pháp tướng của lão già thi triển ra, mới chân chính là khiến trời đất sụp đổ. Nhưng sau đó thân thể Dương Bách Xuyên bình thường trở lại, trong lòng khẽ động, không xoắn suýt nữa, hắn đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của lão già, chỉ là hắn cảm thấy pháp tướng của lão già thi triển hoặc nói là loại uy lực trong ảo cảnh kia rất tuyệt, rất có phong cách, đây mới thực sự là cường đại. Nhưng hắn cũng biết, bản thân hiện tại chỉ là một phân thần cảnh đại viên mãn nho nhỏ mà thôi. Có thể luyện được chiêu đầu tiên Kim Cang Chí Tôn trong thập nhị Chí Tôn đã rất tốt rồi. Nhìn một ngọn đồi nhỏ bị mình phá hủy cùng một đỉnh núi bị san phẳng phía xa, Dương Bách Xuyên biết nói riêng về thực lực cũng tăng lên không chỉ gấp 10, hắn cũng nên hài lòng, dù sao ngày sau tu vi sẽ còn tăng lên nữa, uy lực của thần thông Kim Cang Chí Tôn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Đây mới chỉ là bắt đầu, đây mới thực sự là phép thần thông. Tuy mới luyện một chiêu thập nhị chí tôn nhưng Dương Bách Xuyên đã thấy được uy lực thần thông mà lão già tự sáng tạo nên, điều mà hắn không thể tưởng tượng nổi, hắn tràn đầy kỳ vọng vào 11 chiêu tiếp theo, tin tưởng sẽ là phép thần thông nghịch thiên. Bây giờ hắn đã tin lời lão già kia, một chút công phu tu luyện cũng có thể tung hoành ngang dọc tu chân giới. Sức mạnh thần thông thực sự vô địch. Kim Cang Chí Tôn tổng cộng có 3 ấn, một chiêu Kim Cang Bất Động Ấn dùng để phòng ngự. Kim Cang Ấn và Chí Tôn Ấn phía sau đều là chiêu tấn công. Phòng ấn phòng ngự tạm thời chưa được kiểm nghiệm nhưng ngẫm lại thì cũng không tệ, uy lực của Kim Cang Ấn và Chí Tôn Ấn đã được chứng minh, trước mắt tu vi của hắn đã đạt được phân thần cảnh đại viên mãn, các chiêu thi triển ra đều đạt tới uy lực của độ kiếp cảnh, Dương Bách Xuyên đã cực kỳ hài lòng. Nếu đã tăng thêm phân thân không gian,
Dương Bách Xuyên tin là cho dù bây giờ đối đầu với tu sĩ ngang sức như Phạm Thiên Bình độ kiếp trung kỳ và Vu Sùng Sinh độ kiếp sơ kỳ, một mình hắn cũng có thể chiến đấu. Hắn rất hài lòng với thần thông thập nhị chí tôn mà lão già lưu lại, trong lòng thầm nghĩ, với độ thần thông này, luyện thành công 3, 5 chiêu, là có thể đi khắp tu chân giới rộng lớn này rồi. Chẳng qua phép thần thông càng mạnh, càng cường đại thì càng khó tu luyện, Dương Bách Xuyên cũng biết điểm này, mặc dù Dương Bách Xuyên rất mong chờ đến lúc tu luyện xong thập nhị chí tôn, nhưng hắn cũng không tham lam tu luyện vào thời điểm này, hắn vẫn hiểu đạo lý cái gì nhiều quá cũng không tốt. Trước tiên vẫn cần luyện cho thuần thục chiêu thứ nhất Kim Cang Chí Tôn đã, rồi đi nghiên cứu chiêu thức sau cũng không muộn, hơn nữa cảnh giới tu vi vẫn còn là một hạn chế. Chỉ một chiêu Kim Cang Chí Tôn nhẹ nhàng này đã có 3 kết ấn, Dương Bách Xuyên cũng có thể cảm giác được, chân khí trong cơ thể sẽ bị hao hết, đương nhiên uy lực thần thông lợi hại như vậy không thể tùy ý vận dụng, chỉ có thể sử dụng như một con át chủ bài, bất ngờ đánh địch thôi. Thấy đám người Lý Phượng Ngọc ở dưới chân núi nhìn, Dương Bách Xuyên khẽ lắc mình, phi thân bay xuống. Tính toán thời gian 6 tháng tu luyện cứ thế trôi qua, giờ cũng là lúc tinh thần môn xuất kiếm. Cách thành tinh thần 3.000 dặm về phía đông nam có một ngọn núi tên là Linh Kiếm. Trên núi Linh Kiếm là địa bàn của Linh Thiên Kiếm Tông. Nơi đầu tiên mà Dương Bách Xuyên tới chính là Linh Thiên Kiếm Tông, bởi vì trong năm tông môn nhị lưu, Linh Thiên Kiếm Tông có thế lực lớn mạnh nhất, cao thủ đông đảo. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ còn lại một độ kiếp trung kỳ tỏa chấn. Địa tiên nhất chuyển của Linh Thiên Kiếm Tông Tương Đại Bạch đã bị Dương Bách Xuyên và Thú Ngũ Hành giết chết, hôm đó khi bọn họ trở về từ vùng đất Ngũ Hành đã giết chết một tu sĩ có thực lực ngang với độ kiếp sơ kỳ ở ngay bên ngoài tinh thần môn. Hiện tại, Linh Thiên Kiếm Tông không còn cao thủ, chỉ có một tu sĩ độ kiếp trung kỳ tỏa chấn tông môn, đây là thông tin mà Thú Ngũ Hành lấy được lúc siêu hồn Vu Sùng Sinh của Hỏa Diễm Tông. Với Dương Bách Xuyên mà nói thì, một độ kiếp trung kỳ để chẳng đủ để hắn coi ra gì, chỉ mình Thú Ngũ Hành cũng có thể áp chế. Còn thêm một Lý Phượng Ngọc có tu vi đạt tới độ kiếp trung kỳ, Dương Bách Xuyên đã tu luyện thành chiêu thần thông đầu tiên Kim Cang của, hơn nữa, có không gian phân thân, hắn không sợ một độ kiếp trung kỳ. Đương nhiên, nếu như cao thủ cảnh giới độ kiếp thật sự xuất hiện, có Lý Phượng Ngọc và Thú Ngũ Hành ở đây cũng không tới lượt hắn ra tay. Sở dĩ chọn Linh Thiên Kiếm Tông khai đao là bởi vì, lần trước khi ngũ đại tông môn tiến đánh tinh thần môn, Linh Thiên Kiếm Tông là môn phái dẫn đầu, hơn nữa bọn họ ỷ mình có một địa tiên nhất truyền, cộng thêm có nhiều thế lực ở giữa hơn các môn phái khác, sau khi Thiên Nguyên Tông bị diệt, dã tâm của Linh Thiên Kiếm Tông bắt đầu bành trướng. Thế nên, hôm nay Dương Bách Xuyên chuẩn bị đánh tới Linh Thiên Kiếm Tông, một là để diệt gọn những tông môn có tiềm lực lớn, hai là để lập uy. Chỉ cần tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông thì đương nhiên những thế lực khác sẽ phải thần phục. Tất cả đều quyết định dựa trên thực lực. Tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông, cũng không phải là Dương Bách Xuyên ác độc, mà là ở cái tu chân giới này, hắn không tàn nhẫn thì người khác sẽ giết hắn, sẽ hủy diệt tinh thần môn. Diệt một Linh Thần Kiếm Tông, lợi nhiều hơn hại. Mặc dù hắn biết như vậy sẽ tạo sát nghiệp, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu hắn đã đồng ý với lão đầu sẽ phụ trách với người của tinh thần môn thì bắt buộc phải làm như vậy, hơn nữa hiện tại tinh thần môn cũng là nơi dừng chân của hắn, nếu sau này tinh thần môn lớn mạnh, đệ tử vân môn ở Sơn Hải giới tới tu chân giới cũng sẽ có chỗ dựa, Dương Bách Xuyên suy xét không phải chỉ cho riêng hắn. Muốn tranh bá dãy núi tinh thần hàng trăm vạn dặm, bắt buộc phải tàn nhẫn. Sau khi đoàn người đi tới sơn môn của Linh Thiên Kiếm Tông, trước mặt bọn họ là cánh cửa đóng chặt, đại trận bảo vệ tông môn. Chắc hẳn là đã sớm nhận được tin tức, vậy nên đóng cửa, mở đại trận. Tổ sư thúc, đại trận bảo hộ Linh Thiên Kiếm Tông đã mở, xem ra chỉ có thể tiến công bằng sức mạnh, nhưng ta có cảm giác, chúng ta sẽ không mở được đại trận này, có lẽ đây là đại trận mà địa tiên bày ra. Lý Phượng Ngọc nói. Cũng chưa chắc, căn cứ vào tin tức mà Thiên Nguyên Tông truyền tới, Linh Thiên Kiếm Tông mới xuất hiện từ hơn 2.000 năm trước. Thời gian khai phái cũng không tính là dài, bọn họ không có cao thủ, Tương Đại Bạch đã bị giết chết, hiện tại chỉ còn lại một độ kiếp trung kỳ tỏa chấn, hơn 2.000 năm mới có một địa tiên nhất truyền, đại trận bảo vệ tông môn được bày bố cũng không mạnh tới mức đó, các người đợi ở đây, ta qua đó xem thử rồi tính. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bước lên kiểm tra đại trận của Linh Thiên Kiếm Tông, hắn có hiểu biết về trận pháp,
mặc dù không tinh thông như Mạnh lão đầu ở Vân Môn, nhưng ít nhất vẫn nhìn ra được chút cách thức, chỉ cần tìm được kẽ hở, dùng lực tấn công thì cũng không phải là không phá nổi. Sau nửa giờ đồng hồ, Dương Bách Xuyên nhìn qua núi đá rồi nở nụ cười. Bất kỳ trận pháp hộ sơn nào đều phải dựa vào thế núi để bày trận, tất cả các loại thực vật hay núi đá đều bao gồm bên trong trận pháp, hắn kiểm tra nửa canh giờ, cuối cùng cũng tìm ra kẽ hở, hoặc nói đúng hơn là nơi yếu nhất, chỉ cần bọn họ tập trung sức mạnh tấn công thì chắc chắn sẽ phá được trận pháp. Linh Thiên Kiếm Tông chỉ là một môn phái hạng hai với truyền thừa 2000 năm, không phải là truyền thừa cổ xưa, thế nên chẳng phải đại trận tổ truyền như Tinh Thần Môn, đương nhiên sẽ có điểm yếu. Lùi về sau một bước, Dương Bách Xuyên hét to vào trong cánh cửa của Linh Thiên Kiếm Tông, Linh Thiên Kiếm Tông nghe rõ đây, cho các ngươi thời gian một nén nhang, mở cửa rồi phục tùng, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Lễ trước binh sau, hoặc là nói có thể chiến mà không dùng tới binh là tốt nhất, thế nên Dương Bách Xuyên mới cho Linh Thiên Kiếm Tông một cơ hội. Sau khi hô to lên, khoảng chừng 2 phút sau, bên trong đại trận bảo hộ của Linh Thiên Kiếm Tông vang lên một giọng nói giả nua đầy khinh thường. Hừ, tiểu tử, đừng có mạnh miệng, Tinh Thần Môn các ngươi giết chết đệ tử của Linh Thiên Kiếm Tông chúng ta, thù này không đội trời chung, muốn chúng ta thần phục. Ha ha, nằm mơ đi, có bản lĩnh thì vào đây. Người ở bên trong rõ ràng là không sợ hãi, lão ta không nghĩ đám người Dương Bách Xuyên có thể phá vỡ đại trận bảo hộ Linh Thiên Kiếm Tông. Người bên trong đại trận Linh Thiên Kiếm Tông chính là trưởng lão tọa trấn Tông Môn Hách Vô Thường. Lão ta dẫn theo hơn 120 đệ tử có tu vi từ phân thần cảnh trở lên, bọn họ bày sẵn trận địa chờ địch tới, tất cả đều có chung một suy nghĩ, đám Dương Bách Xuyên sẽ không phá được trận pháp, bởi vì lúc khai phái, sư tổ đã mời tới một vị địa tiên nhị giai để bày tra đại trận. Nhìn xuyên qua đại trận, Hách Vô Thường có thể thấy rõ tu vi của từng người trong đám Dương Bách Xuyên, chỉ có một nữ nhân tu vi độ kiếp trung kỳ, một yêu thú có hơi thở độ kiếp sơ kỳ. Thanh niên vừa lớn giọng chỉ là phân thần đại viên mãn còn con, trong 9 nữ nhân còn lại thì có một người là tu vi cảnh giới hợp thể, những người khác đều là phân thần. Hách Vô Thường nghĩ không ra, chỉ dựa vào thực lực như vậy mà cũng dám chạy tới tấn công Linh Thiên Kiếm Tông. Sao có thể giết chết được sư huynh Tương Đại Bạch với tu vi địa tiên nhất chuyển? Hách Vô Thường đoán, sau lưng đám người Tinh Thần Môn này chắc chắn có người chống lưng, hoặc là cao thủ ẩn mình trong tối. Ông ta không mắc lừa, cũng sẽ không mở cửa ra ngoài. Từ 6 tháng trước, sau khi sư huynh địa tiên Tương Đại Bạch tới Tinh Thần Môn trả thù, một đi không trở lại, Hách Vô Thường đã khẳng định Tinh Thần Môn có cao thủ, ông ta đoán Tinh Thần Môn sẽ còn tới đây gây phiền phức, thế nên 6 tháng trước đã mở đại trận, cô lập ngọn núi này lại. Hôm nay nhìn thấy đám người Dương Bách Xuyên, dự đoán của lão ta càng thêm chắc chắn. Bây giờ, đánh chết thì lão ta cũng không ra ngoài. Bảo toàn Linh Thiên Kiếm Tông mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Dương Bách Xuyên cũng không biết suy nghĩ của Hách Vô Thường, hắn chỉ biết lão ta không hề sợ hãi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên bật cười, mặc dù đại trận bảo hộ Linh Thiên Kiếm Tông cường đại, nhưng nếu hắn đã tìm được chỗ sơ hở thì sẽ có hy vọng phá trận. Lúc này, hắn lớn tiếng nói với đám Lý Phượng Ngọc phía sau, theo ta, tấn công vào một chỗ, phá vỡ đại trận bảo vệ Linh Thiên Kiếm Tông. Dứt lời, Dương Bách Xuyên vung kiếm đồ long chém lên đống đá vụn, nơi này chính là điểm yếu của trận pháp. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ lớn, đá vụn bay tứ tung, nhưng cũng chỉ có vậy. Một luồng năng lượng cường đại dao động. Đây chính là sức mạnh kết giới của đại trận. Nhưng mà, một kiếm vừa rồi mới chỉ là thử nghiệm, có đá bay ra ngoài, điều này chứng minh đây chính là kẽ hở. Lúc sau, theo sự dẫn dắt của Dương Bách Xuyên, tất cả mọi người đều tấn công vào đống đá vụn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ như rung trời vang lên, mặt đất cũng bắt đầu lay chuyển. Dưới sự hợp sức của tất cả mọi người, đống đá vụn bay lên tạo thành một vòng lớn. Dương Bách Xuyên biết, chỉ cần thêm mấy nhát nữa thì đống đá này sẽ hoàn toàn biến mất, đại trận bảo hộ Linh Thiên Kiếm Tông sẽ tự phá. Ầm ầm ầm. Sau 3 đợt tấn công, đống đá chỉ còn lại một phần, hắn không hiểu trận pháp nhưng vẫn biết, trận pháp đang bắt đầu rung chuyển, đây là dấu hiệu sắp phá được trận. Bên trong gào lên một tiếng, trời ơi, Linh Thiên Kiếm Tông của ta. Lúc này, gã đệ tử bên cạnh nó, thiếu tông chủ mang theo miếng ngọc giản này, đợi lát nữa nếu như tình huống cấp bách,
người tìm cơ hội trốn đi, có thể tới thánh địa Lăng Thiên của tinh hạt Lăng Thiên, đấy là quê nhà của sư tổ, báo lại những gì xảy ra ngày hôm nay lên thánh địa Lăng Thiên, nhất định phải báo thù cho chúng ta. Chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng nổ lớn, toàn bộ đại trận hộ sơn đã sụp đổ. Trận pháp bảo vệ Linh Thiên Kiếm Tông bị đám người Dương Bách Xuyên phá tan. Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của Hách Vô Thường, lão ta không ngờ đối phương lại có thể phá vỡ được đại trận do địa tiên nhị chuyển bày bố. Nhưng điều mà Hách Vô Thường không biết là, Dương Bách Xuyên có hiểu biết về trận pháp, hơn nữa cho dù là đại trận của địa tiên nhị chuyển, chỉ cần không phải trận pháp do đại sư bày bố thì cũng không phải đại trận mạnh, tất cả đều có thể phá vỡ. Đi, ngay khi đại trận mở ra, Hách Vô Thường đẩy thiếu tông chủ của Linh Thiên Kiếm Tông, lão tông chủ của bọn họ là một tu sĩ có tu vi độ kiếp sơ kỳ, bị giết chết ngay lần đầu tiên khi năm đại tông môn liên hợp tấn công tinh thần môn. Lúc này, Hách Vô Thường phải bảo toàn cho thiếu tông chủ. Lão biết, người của tinh thần môn có thể phá được đại trận bảo hộ thì đương nhiên cũng có thể giết chết được bọn họ. Thế nên lão phải chuẩn bị cho thiếu tông chủ có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Giống 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 chủ nhân, bản vương muốn đối phó với lão già độ kiếp trung kỳ kia. Nhưng ngay lúc này, Hách Vô Thường vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một yêu thú có bộ lông tỏa ra đầy màu sắc đang nhào về phía mình. Trên lưng yêu thú có một thanh niên tóc trắng, hắn ta chính là người kêu gọi đầu hàng bên ngoài đại trận. Hách Vô Thường cũng không quan tâm tới yêu thú đang phi tới, lão vung cổ kiếm trong tay chém ra một cách tùy ý. Ngược lại, lão ta luôn chú ý xung quanh, bởi vì trong lòng Hách Vô Thường luôn cho rằng, tinh thần môn có cao thủ ẩn mình trong bóng tối, lão không thèm để ý tới một người một thú đang bay tới. Thế nên, giây tiếp theo chính là bi kịch của Hách Vô Thường. Dương Bách Xuyên rất vui vẻ trước lời xin được chiến đấu của thú ngũ hành, hắn gật đầu, ra hiệu thú ngũ hành xuống giải quyết. Với thú ngũ hành mà nói, một tu chân giả độ kiếp trung kỳ cũng không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên bay xuống khỏi lưng thú ngũ hành, hắn đối mặt với rất nhiều tu sĩ cảnh giới phân thân, hợp thể của Linh Thiên Kiếm Tông, hắn thi triển trận pháp cửu đại phân thân, bao phủ hơn nửa số người của Linh Thiên Kiếm Tông. Bắt đầu một trận chém giết không hề lo lắng. Phía bên kia, Thương Vũ Tình dẫn theo 8 người Thương Vũ Hoan, bọn họ cũng thi triển trận pháp cửu cửu quy nhất, sau khi 9 người hợp sức lại, thêm ngũ đại phân thần của 8 người họ tạo thành trận pháp, dưới sự chỉ huy của Thương Vũ Tình, cảnh tượng lúc này giống như biến thành chiến trường giết chóc. Linh Thiên Kiếm Tông không hề có cao thủ, chỉ có một độ kiếp trung kỳ, những người còn lại thì không có gì đáng lo ngại. Sau nửa canh giờ, cuộc chiến đã đến hồi chấm dứt. Mặc dù phía bên Linh Thiên Kiếm Tông đông người, nhưng không có cao thủ, kết cục diệt môn đã rõ ràng. Mà bên phía tinh thần môn bên này, có Lý Phượng Ngọc, Thú Ngũ Hành, có Dương Bách Xuyên, về phần 9 người Thương Vũ Tình, sau khi hợp thành trận pháp cửu cửu quy nhất, vây giết tu sĩ cảnh giới hợp thể là chuyện quá đơn giản. Cuộc chiến này đã kết thúc mà không có bất kỳ trở ngại nào. Tổ sư thúc, tìm thấy bảo khố của Linh Thiên Kiếm Tông rồi. Lý Phượng Ngọc người đầy vết máu đi tới, nhưng máu trên người nàng là của người khác. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì mắt sáng lên, dẫn đường. Tiến đánh một môn phái, quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện, mỗi một môn phái đều sẽ có nơi cất chứa bảo vật, nhất là tông môn, bảo khố chính là của cải chung, bình thường thì bọn họ sẽ không mang theo người. Lần trước, sau khi lão đầu tiêu diệt Thiên Nguyên Tông, Dương Bách Xuyên không hề biết tông môn có bảo khố. Mãi sau này khi phái Lý Phượng Ngọc và 9 nữ nhân tới Thiên Nguyên Tông thu dọn chiến trường, bọn họ quay về nói với hắn, bảo khố của Thiên Nguyên Tông trống không, có lẽ là bị những đệ tử bỏ chạy của Thiên Nguyên Tông mang đi rồi, chuyện này luôn khiến Dương Bách Xuyên canh cánh trong lòng. Lần này khi tấn công Linh Thiên Kiếm Tông, Dương Bách Xuyên đã dặn Lý Phượng Ngọc, chuyện đầu tiên cần làm là phải đi tìm bảo khố của Linh Thiên Kiếm Tông, xem ra là thành công rồi. Hoặc nói đúng hơn là, người của Linh Thiên Kiếm Tông không kịp chuyển bảo khố đi. Linh Thiên Kiếm Tông bị hủy diệt, tất nhiên sẽ có những đệ tử có tu vi cấp thấp bỏ chạy, Dương Bách Xuyên cũng không có ý định ngăn bọn họ, hắn để mặc những đệ tử của Linh Thiên Kiếm Tông có tu vi thấp hơn cảnh giới xuất khiếu chạy trốn. Dù sao cũng sẽ tạo sát nghiệp, diệt môn chỉ nhằm vào tu sĩ có tu vi từ phân thần trở lên, bọn họ mới là lực lượng trung gian của một môn phái, còn những người cấp thấp hơn, căn bản cũng chẳng làm nên sóng gió gì.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.